Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 791, bốn đóa hoa. Ngô Bình hỏi, tất nhiên, anh đã từng lừa em bao giờ chưa? Sau đó anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Lâm Băng Tiên và nói, Băng Tiên, con đường anh đi không giống với người bình thường, có lẽ không thể nào bầu bạn bên cạnh em mãi được. Ngô Bình biết rõ, không gian chứa đựng trái đất hiện giờ chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ, bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn đang đợi anh khám phá. Lâm Băng Tiên cười, em biết mà, anh không phải người bình thường, anh có việc của mình cần làm, thế nên em nhất định sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng của anh. Ngô Bình nhéo má cô ấy, em làm sao mà là gánh nặng được. Hai người ngọt ngào tình tứ, 3-4 giờ sáng mới nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là hơn 7 giờ sáng, Lâm Băng Tiên vẫn đang ngủ như con mèo. Ngô Bình không đánh thức cô ấy, anh lần mò tìm điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ vào lúc 7 giờ sáng của Ngô Trấn Đông. Anh gọi lại cho ông ấy, bố, có chuyện gì ạ? Ngô Trấn Đông đáp, Tiểu Bình, chiều nay mẹ con phải đi tham gia buổi họp mặt với các bạn cùng lớp, địa điểm hẹn nhau là khách sạn Đường Hoàng của Thiên Kinh. Ngô Bình thầm nghĩ, trùng hợp ghê, con biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp. Ngô Trấn Đông nói, năm đó mẹ con không thi đại học, đây là day dứt trong lòng bà ấy. Mà bạn cùng lớp với mẹ con có rất nhiều người học đại học. Bố nghĩ, con là tiến sĩ y học của Đại học Hoa Thanh. Nếu có đến đó, bố với mẹ con đều được hãnh diện. Ngô Bình bật cười, vâng, con sẽ qua đó. Anh luyện công thêm một lát, Lâm Băng Tiên mới ngủ dậy, cô ấy lập tức nhảy dựng lên, vội vàng rửa mặt và trang điểm, nói là sáng nay còn phải tham gia một sự kiện. Ngô Bình bảo cô ấy không cần cuống quýt, gọi Đường Lâu phái một chiếc xe tới, đưa cô ấy tới địa điểm sự kiện. Sau đó, anh quay về nhà, luyện tập hai động tác cuối cùng của đoàn thể thuật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một giờ chiều, Trương Lệ và Ngô Trấn Đông ăn mặc chỉnh tề tới khách sạn Đường Hoàng tham gia buổi họp lớp. Thời điểm này đã là mấy chục năm kể từ khi bà học trung học phổ thông, Ngô Bình không thể hiểu nổi, anh vừa lái xe vừa hỏi, mẹ à, tại sao nhất định phải tham gia họp lớp? Trương Lệ mỉm cười, khi còn học cấp 3 mẹ khá hoạt bát, kết giao được vài người chị em, mẹ là lớn nhất. Lúc đó quan hệ của mọi người rất tốt, có tiền thì cùng tiêu. Có quần áo thì đổi cho nhau mặc, ai bị bắt nạt thì tất cả cùng gây khó dễ cho kẻ đó. Mẹ rất muốn gặp lại họ một lần. Ngô Mi mỉm cười, mẹ, tại sao lúc trước mẹ không liên lạc với họ? Trương Lệ bật cười, mẹ là người kiêu ngạo lắm đấy, trước kia cuộc sống của nhà ta không được như ý, mẹ không muốn để họ biết. Ngô Mi hỏi, mẹ ơi, các dì ấy bây giờ làm gì vậy? Trương Lệ đáp, mấy năm trước mẹ từng nhờ người nghe ngóng rồi, họ sống rất tốt. Em hai xinh đẹp nhất, gả cho một thương nhân giàu có, em ba rất nhanh nhạy, sau khi tốt nghiệp thì mở công ty, bây giờ giá trị trên thị trường cũng được vài tỷ, em tư có tiền đồ nhất, chồng của cô ấy là cậu ấm hào môn của Hải Thành. Ngô Bình bật cười, mẹ à, mấy người chị em của em cũng khá quá đấy. Nếu năm xưa mẹ tiếp tục đi học, chắc chắn cũng không kém gì họ đâu. Trương Lệ cũng cười, bây giờ mẹ thấy rất hài lòng, với cả Tiểu Bình của mẹ có tiền đồ, kể ra cũng không thua kém gì họ. Ngừng lại trong chốc lát, bà nói con gái của Uông Hán Sinh cũng học chung trường cấp 3 với mẹ, hình như cũng sẽ tham gia buổi gặp mặt tối nay. Nhắc đến Uông Hán Sinh, Ngô Bình nhớ tới kẻ năm đó đã lừa gạt ông ngoại, lập tức cười khẩy, thế thì trùng hợp quá đấy nhỉ. Ngô Mi hỏi, mẹ ơi, buổi tụ họp của các trưởng bối, con với anh con đi có ổn không? Trương Lệ đáp, chính bởi vì họ cũng dẫn theo con cái tham gia, mẹ mới bảo hai đứa cùng đi đấy. Ngô Bình bật cười, kỳ lạ ghê đấy, buổi họp lớp của các ông già bà cả, sao lại đưa con cái đi theo chứ? Ngô Trấn Đông cười đáp, thằng ngốc này, tất nhiên là để xem mắt rồi. Ngô Bình sững sờ, xem mắt. Trương Lệ cũng cười, phải đó. Khi xưa bốn chị em của mẹ từng hứa hẹn với nhau, sau này đợi khi sinh con đẻ cái sẽ cố gắng làm thông gia. Ngô Bình vội vàng nói, mẹ, con từ chối nhé. Nếu muốn thì mẹ giới thiệu cho Tiểu Mi ấy. Ngô Mi tức giận, anh quá đáng lắm nhé, em còn nhỏ, làm sao em có thể xem mắt được. Trương Lệ lườm hai đứa con mình, ai bảo các con xem mắt đâu. Chỉ là dịp để con cháu gặp mặt nhau rồi kết bạn thôi, như thế chẳng phải rất vui sao. Ngô Bình không khỏi thắc mắc, mẹ ơi, buổi tụ họp lần này có khoảng bao nhiêu người tham gia? Trương Lệ đáp, không nhiều đâu, cũng chỉ có mười mấy bạn học nữ của mẹ, cộng thêm gia đình của họ, số lượng chắc sẽ nhiều hơn một chút. Ngô Bình gật đầu, thế thì không ít đâu, nhà ta đã có 5 người rồi.
Ngô Mi hỏi, anh à, hay là anh xem thử có ai phù hợp không? Ngô Bình cốc đầu em gái một cái, còn lèo mép nữa thì sau này không cho em của hồi môn. Ngô Mi le lưỡi, anh không cho thì ông nội cho. Ngô Bình đảo mắt khinh thường, kể từ sau khi nhận lại ông nội, Ngô Mi này giống như tìm được chỗ dựa, vênh váo hết nói nổi. Ngô Trấn Đông nói, Tiểu Bình, khi nào có thời gian, bố sẽ đi gặp ông nội con. Ngô Bình gật đầu, vâng, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi Á Mã. Cả nhà họ cười cười nói, chiếc xe chạy tới khách sạn Đường Hoàng. Lúc này vừa đúng 2 giờ chiều, trong sảnh lớn của buổi gặp mặt đã có 40-50 người đợi sẵn. Trương Lệ vừa xuất hiện, hiện trường im lìm trong thoáng chốc, 3 người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, khí chất phi phàm bước ra nghênh đón. 3 người phụ nữ này đều hơn 50 tuổi nhưng được chăm sóc kỹ càng nên nhìn cũng chỉ như mới 40 thôi. Chị Lệ, 3 người này rất kích động, chỉ thoáng chốc đã vây quanh Trương Lệ. Hai mắt Trương Lệ cũng đỏ ửng, 4 chị em ôm lấy nhau, vô cùng cảm khái. Một người phụ nữ mỉm cười, chị Lệ, chị giữ gìn nhan sắc tốt thật đấy, nhìn thế nào cũng giống người mới qua 30 thôi, trẻ hơn bọn em bao nhiêu. Trương Lệ bật cười, đồ dưỡng da do con trai mua cho chị đấy, dùng tốt lắm. Phụ nữ luôn luôn ôm ấp ảo tưởng về dung mạo trẻ trung đi cùng 5 tháng, 3 người phụ nữ lập tức tràn trề hứng thú, đảo mắt nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười, chào các dì, cháu là Ngô Bình. Ngô Mi cũng mỉm cười ngọt ngào, chào các dì ạ, cháu là Ngô Mi. Ngô Trấn Đông giới thiệu, tôi là Ngô Trấn Đông chồng của Trương Lệ, Ngô Bình và Ngô Mi là con của chúng tôi. 3 người kia cười tủm tỉm đánh giá Ngô Bình tướng mạo khá ổn, da rẻ lại đẹp, khí chất cũng tốt, họ rất thích anh. Chị Lệ à, thằng bé này giống chị ghê, da đẹp quá. Ngô Bình, cháu bao nhiêu tuổi rồi, một dì mặc sườn xám hỏi. Ngô Bình thầm nghĩ, tới rồi đây, anh cười đáp, dì ạ, cháu 23 tuổi rồi. Đã đi làm chưa, một dì khác mặc váy liền màu đỏ hỏi. Ngô Bình đáp, vẫn chưa, cháu vừa học xong tiến sĩ y học. Dì váy liền mỉm cười, khá quá, 23 tuổi đã học tiến sĩ, xem ra học lực rất đỉnh. À phải rồi, cháu học tiến sĩ ở đâu? Trương Lệ mỉm cười trả lời thay Ngô Bình, Chân, Tiểu Bình học tiến sĩ y học và tiến sĩ dược học ở Đại học Hoa Thanh, vừa tốt nghiệp chưa lâu, vẫn chưa chính thức làm việc. 3 người kia giật mình, tiến sĩ của Đại học Hoa Thanh, lại còn là bằng kép, thế thì không đơn giản đâu. Một dì mặc lễ phục màu hồng mỉm cười hỏi, Ngô Bình, nhà dì ở Hải Thành có mở một bệnh viện, cháu hứng thú tới bên đó làm việc không? Ngô Bình đáp, cảm ơn dì, cháu đã tìm được bệnh viện để thực tập rồi ạ. Chương 792, tôi là người anh không động đến được. Dì mặc lễ phục gật đầu, học y không dễ, mười mấy năm mới có thể bồi dưỡng được một nhân tài như thế này. Cháu về suy nghĩ kỹ đi, mặc dù bệnh viện nhà dì không bằng bệnh viện lớn nhưng phúc lợi không thua gì bệnh viện lớn. Trương Lệ mỉm cười, Tiểu Bình, để mẹ giới thiệu với con, đây là dì Tôn Hiểu Hồng. Dì Tôn của con được gả vào nhà giàu có của Hải Thành, là người hạnh phúc nhất trong số 4 chị em đấy. Dì mặc lễ phục vội phất tay, chị Lệ, chị đừng trêu em nữa, bao năm nay em là người hiểu rõ nhất thế nào là đường vào hào môn sâu như biển. Ngô Bình vội chào, chào dì Tôn. Trương Lệ chỉ vào dì mặc váy nói, Tiểu Bình, đây là dì Viên Tiểu Trân, nhà dì Viên của con làm công trình. Viên Tiểu Trân có vẻ rất thích Ngô Bình, bà ấy vẫy tay gọi một cô gái đến. Cô gái này tầm 21-22 tuổi, mặc đồ phong cách băng, mascara kẻ rất đậm, đeo hoa tai dạng đinh. Khuôn mặt cũng được 8 điểm rưỡi, dáng người cũng khá. Viên Tiểu Trân, Hàn Sảng, đây là dì Trương, chú Ngô. Hàn Sảng qua loa gật đầu chào cho xong chuyện rồi nói lý nhí, chào dì Trương, chào chú Ngô. Cô ta nói xong thì muốn bỏ đi nhưng bị Viên Tiểu Trân kéo lại, đây là Ngô Bình, người ta là tiến sĩ 2 ngành của Đại học Hoa Thanh đấy, bọn trẻ tụi con nên làm quen thêm. Ngô Bình cười, Hàn Sảng, chào cô. Hàn Sảng liếc Ngô Bình. Vươn tay ra bắt tay anh, chào anh. Cô ta nói xong thì quay đầu bỏ đi, rõ ràng không có hứng thú làm quen với Ngô Bình. Viên Tiểu Trân giận dữ, tức chết đi được mà. Tôn Hiểu Hồng, chẳng phải nhà em cũng vậy sao? Thôi mà, kệ bọn nó đi. Trương Lệ lại giới thiệu dì mặc sườn xám, đây là dì Dương Tuệ, dì Dương của con mở công ty chứng khoán, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong số chúng ta. Dương Tuệ, chị Lệ, chị đừng nói thế. Trong mấy người chúng ta thì chị là người hạnh phúc nhất, con trai hiểu chuyện và biết nghe lời đến thế, tốt hơn chúng em nhiều. Viên Tiểu Trân thở dài, đúng thế,
nhìn con nhóc nhà em mà xem, cả ngày không học hành gì, đại học được nửa chừng thì bỏ, ngày nào cũng chơi nhạc cụ với nhóm nào đó. Tôn Hiểu Hồng, con trai của em cầu tiến nhưng tiếc là học không giỏi, bây giờ tôi đang cho nó học hỏi rèn luyện việc làm ăn của gia tộc. Dương Tuệ sờ lên má của Ngô Mi, nói cô bé này thật xinh đẹp, có đôi nét giống chị Lệ lúc trẻ. Viên Tiểu Trân hỏi, Ngô Mi, cháu học lớp mấy rồi? Ngô Mi, thưa dì, cháu học lớp 12 ạ. Thành tích thế nào hả? Viên Tiểu Trân cười hỏi. Ngô Bình, Tiểu Mi thông minh hơn cháu, mấy lần thi trước đều nhất thành phố, Đại học Hoa Thanh và Thiên Kinh đều gửi thư mời tuyển thẳng cho con bé. Có điều Tiểu Mi muốn học thêm một năm cấp 3 nữa nên đã từ chối. Ba dì kia trầm trồ, cảm giác Trương Lệ có hai đứa con như thế thật sự quá hạnh phúc, đỡ phải bận lòng. Họ nói chuyện một lúc thì tìm chỗ ngồi. Sau đó có thêm vài bạn học cũ nối tiếp nhau đến chào hỏi, có những người tới chào mà Trương Lệ đã không còn nhận ra nữa, phải suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra được. Họ vừa ngồi vào bàn, một giọng nói khó chịu vang lên, mạng lưới của chúng ta càng lúc càng dễ dãi, ai cũng có thể vào được hết. Ngô Bình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cách đó không xa đang dắt theo hai người trẻ tuổi đi tới, những người xung quanh đua nhau đứng dậy chào bà ta. Trương Lệ nhìn thấy bà ta thì vẻ mặt trở nên không được tự nhiên, vô thức tránh đi ánh nhìn của đối phương. Tôn Hiểu Hồng hơi chau mày nói, Uông Kiều Lung, cô nói vậy là có ý gì? Người phụ nữ tên Uông Kiều Lung đó tiến đến gần Trương Lệ, không đúng à? Mạng lưới quan hệ của chúng ta không giàu thì cũng quyền cũng quý, bây giờ, đến cả công nhân bị sa thải cũng có thể đến, lẽ nào không phải là quá dễ dãi sao? Mấy năm trước Uông Kiều Lung có nghe ngóng về tình trạng của Trương Lệ, biết bà chỉ là một công nhân bình thường, hơn nữa còn bị sa thải, cuộc sống rất khó khăn. Viên Tiểu Trân bất bình thay cho Trương Lệ, nói công nhân bị sa thải thì đã làm sao? Con trai và con gái của chị Lệ đều là sinh viên ưu tú của Hoa Thanh và Thiên Kinh, cô bì được không? Uông Kiều Lung chau mày, Viên Tiểu Trân, cô nhìn cho rõ những người ở đây là ai đi, không phải thương gia có tiếng thì cũng là quan chức tương lai, các cô mời người như Trương Lệ đến có thích hợp không? Trương Lệ cúi đầu, từ thời còn học cấp 3, Uông Kiều Lung đã là dạng khinh người, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà ta vẫn y như vậy. Ngô Bình thấy mẹ bị ức hiếp, anh lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng, bà mà cũng xứng được gọi là tinh anh và thượng lưu sao? Thanh niên phía sau Uông Kiều Lung nhìn Ngô Bình. Nói, thằng nhóc kia, mày là thứ gì mà dám nói chuyện kiểu đó với mẹ tao? Ngô Bình thản nhiên đáp, tôi là người mà anh không động đến được đâu. Thanh niên đó cười lạnh lùng, nói xạo mà không soạn bài trước sao? Mày nói tao nghe mày là ai, xem tao có thể động đến được không? Thật ra, tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ mấy người Viên Tiểu Trân, toàn bộ đều đồng tình với lời của Uông Kiều Lung. Mỗi năm, niên cấp của họ luôn tổ chức hoạt động họp lớp, mục đích là để giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau. Công nhân bị sa thải như Trương Lệ thật sự không có tư cách tham dự. Ngô Bình hỏi Trương Lệ, mẹ, bà ta là con gái của Uông Hán Sinh sao? Trương Lệ gật đầu. Ngô Bình nhìn Uông Kiều Lung, nếu Uông Hán Sinh vẫn còn sống, cô về nhắn lại với ông ta rằng tôi sẽ tìm ông ta tính lại món nợ năm xưa. Uông Kiều Lung giận dữ, nói, láo toét, tên của bố tao là thứ mày có thể nhắc đến sao? Ngô Bình, năm xưa, lão già Vương Hán Sinh này hại ông ngoại tôi mất việc, cha nào con nấy, tôi thấy bà cũng không phải hạng tốt lành gì. Mày muốn chết à, thanh niên kia nổi giận, bước nhanh về phía Ngô Bình. Có điều, lúc còn cách Ngô Bình mấy mét, anh ta bỗng đứng sững lại, ánh mắt mơ màng, đứng im không động đậy. Ngô Bình đã dùng võ hồn khống chế tinh thần anh ta trong chớp mắt, khiến đầu óc đối phương trống rỗng. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng thắc mắc. Uông Kiều Lung vội chạy lại, lay nhẹ con trai, con sao thế? Ngô Bình thản nhiên đáp, nếu không muốn con trai bà biến thành thằng ngốc thì hãy bảo Uông Hán Sinh đến gặp tôi. Mày đã làm gì với con trai tao? Uông Kiều Lung hét lên. Ngô Bình chau mày, bà ồn ào quá, người đâu, đuổi ra ngoài cho tôi. Một đám người không biết từ đâu chạy ra, người nào người nấy khỏe như vâm. Bọn họ là cao thủ được Đường Môn sắp xếp ở đây, Ngô Bình là thiếu tôn của Đường Môn. Địa vị cao quý, lời của anh giống như thánh chỉ, một khi anh lên tiếng thì nhất định phải chấp hành. Thế là trong cảnh cả ba người nhà Uông Kiều Lung bị kéo ra ngoài, mọi người nhìn nhau. Sao lại như thế? Ngô Bình nói với mọi người, ngại quá, đã làm phiền đến nhã hứng của các vị, tối nay tôi sẽ thanh toán hết mọi chi phí. Anh nói xong thì phất tay, giám đốc khách sạn khom lưng bước đến, cung kính nói, thiếu tôn.
Ngô Bình, tiếp đãi với tiêu chuẩn cao nhất, chi phí tính cho tôi. Giám đốc vội đáp vâng, tôi sắp xếp ngay. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì ngây ra, thiếu Tôn gì thế? Tôn Hiểu Hồng là nhà giàu có của Hải Thành, hiểu nhiều biết rộng, bà ấy giật mình, khẽ hỏi Ngô Bình, Ngô Bình, hình như khách sạn Đường Hoàng này là sản nghiệp của Đường Môn đúng không? Ngô Bình mỉm cười, đáp, không sai, không ngờ gì Tôn cũng biết. Tôn Hiểu Hồng nhìn anh, bạn của chồng dì là người Đường Môn, bọn dì đã ăn cơm với nhau mấy lần, từng nghe ông ấy kể đôi điều về Đường Môn. Hình như trong lịch sử của Đường Môn có cách gọi thiếu Tôn, nghe nói địa vị vô cùng cao. Lẽ nào cháu? Ngô Bình không ngờ lại gặp được người biết chuyện ở đây, anh chỉ đành nói, xem ra không giấu được gì Tôn rồi, cháu đúng là thiếu Tôn của Đường Môn. Tôn Hiểu Hồng hít ngược một hơi, nhìn Ngô Bình bằng một ánh mắt khác, bà ấy vội nói, Ngô thiếu Tôn, lúc nãy tôi đã thất lễ, tôi. Ngô Bình vội phất tay, dì Tôn khách sáo quá, mấy dì đều là chị em tốt của mẹ cháu, không cần câu nệ. Anh biết nếu còn ở lại đó thì Trương Lệ sẽ khó giao lưu với mọi người nên liền tìm lý do rời khỏi khách sạn. Chương 793, trong mơ. Vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy một bà lão đang ngồi dưới đất òa khóc, bên cạnh có rất nhiều người khuyên bà, có người gọi báo cảnh sát giúp bà. Ngô Bình hỏi một người phụ nữ bên cạnh, chị gái, bà lão này làm sao thế? Chị gái này thở dài, cháu gái của bà ấy mất tích rồi. Ngô Bình ngồi xổm xuống rồi đưa chứng minh của mình cho bà lão xem nói, bà cụ, cháu gái của bà mất tích bao lâu rồi? Bà lão nhìn thấy chứng minh, thấy anh là công nhân viên chức bèn nói, chàng trai, cậu tìm cháu gái giúp tôi với, cháu nó mới 3 tuổi thôi. Ngô Bình để bà lão bình tĩnh lại mới nói, bà cụ, cháu sẽ tìm cháu gái về giúp bà, bây giờ bà cần trả lời câu hỏi của cháu nhé. Bà lão gật đầu, Ngô Bình hỏi, đứa trẻ mặc đồ gì vậy ạ? Áo đầm màu hồng nhạt, thắt bím, đeo một chiếc băng đô này vàng, còn mang đôi giày xăng đan màu vàng nhạt, đầu óc bà lão vẫn còn minh mẫn, trả lời rất chi tiết. Ngô Bình, đi bao lâu rồi, làm sao mà đi lạc? Bà cụ tự trách, khoảng 10 phút trước, tôi dẫn cháu gái ra khỏi khách sạn, đến cửa hàng đối diện mua kem. Vừa ra khỏi cửa đã có một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc đồ khá xuề xòa, cõng theo một đứa trẻ, trông có vẻ rất đáng thương. Cô ta nói mình không còn tiền, muốn xin tôi ít tiền. Tôi bèn lấy ví tiền ra định cho cô ta một tí nhưng đúng lúc này tôi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng, sau đó thì hơi mơ màng. Tôi không còn nhớ chuyện xảy ra sau đó, đến khi tôi hoàn hồn lại, người phụ nữ đó và cháu gái tôi đã không thấy nữa. Nói đến đây bà lão lại lau nước mắt. Ngô Bình hỏi, bà còn đồ hay thứ gì mà cháu bà hay mang theo bên người không? Bà lão vội lấy một kẹp tóc hoạt hình ra nói, đây là của cháu gái tôi. Ngô Bình nhận lấy rồi ngửi thử, bà cụ đợi ở đây nhé, cháu đi tìm cháu gái giúp bà. 10 phút thì chắc cô bé không đi xa được, anh hít sâu một hơi, ánh mắt rời sang bên trái, hướng đó còn vương hơi thở của cô bé. Anh không dám dè dà, lập tức đuổi theo. Anh đi rất nhanh, không lâu sau đã vượt qua mấy ngã tư có đèn giao thông. Được hơn 3 cây số, anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, ngõ trông khả cũ, hai bên là khu nhà ổ chuột dân cư, đường đi rất hẹp. Dưới đất còn có nước vương vãi, một xóm nhỏ trong thành phố. Anh đi thêm một đoạn về phía trước, phóng thần niệm tìm kiếm trong vòng mấy trăm mét. Cứ thế, anh nhanh chóng phát hiện ra một đứa bé đang bị trói trong một căn nhà của khu dân cư. Trong phòng còn có 3 người đàn ông, họ đang nói gì đó, cô bé bị trói cả tay và chân, miệng bị bịt bằng băng keo dính, nằm trên sofa. Ngô Bình không gõ cửa mà xuyên qua tường tới sân, đẩy cửa đi vào nhà. Thấy có người xông vào. 3 người đàn ông trong nhà ngạc nhiên nói, mày là ai? Ngô Bình nhìn cô bé, váy liền thân, giày xăng đan màu vàng, hai bím tóc chính là đặc điểm của cháu gái mà bà cũng miêu tả. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, các người bắt cóc trẻ em à? 3 người cực kỳ ngạc nhiên, chúng không nói gì đã nhào về phía Ngô Bình, tay nhanh chóng sờ soạng con dao găm bên thắt lưng. Thế nhưng chúng còn chưa kịp áp sát đến thì trước mắt tối sầm, người đã choáng váng ngã xuống đất, nôn dữ dội. Ngô Bình mặc kệ chúng, cởi trói cho cô bé, gỡ băng keo trên miệng ra, bạn nhỏ đừng sợ, chú là người mà bà nội cháu nhờ tới đây. Cô bé khá xinh và dễ thương, cô bé vừa định khóc nấc lên, nghe nói là người của bà nội bèn hỏi, chú là người mà bà nội cháu gọi tới. Ngô Bình gật đầu, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, đi thôi, chú dẫn cháu đi tìm bà nội. Mặc dù cô bé chỉ mới 3 tuổi nhưng rất thông minh, chú ơi, mấy người xấu này thì sao? Chúng ta báo cảnh sát bắt họ nhé. Ngô Bình khẽ cười,
gật đầu nói, đúng rồi, phải bắt họ lại. Anh gọi một cuộc điện thoại, chưa đến 5 phút, cảnh sát khu vực gần đó chạy đến. Ngô Bình Tường thuật lại ngắn gọn chuyện này, sau đó lên xe cảnh sát về lại khách sạn. Trước cửa khách sạn, khi Ngô Bình dẫn cô bé đến cho bà lão ôm chặt lấy cháu gái mà bật khóc, liên tục nói cảm ơn với Ngô Bình. Ngô Bình nói, bà cụ, sau này phải cẩn thận đề phòng đám người xấu trong xã hội. Bà lão nói, chàng trai, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi không biết báo đáp cậu thế nào nữa, tặng nó cho cậu vậy. Bà lão lấy một chiếc hộp ra, chiếc hộp được làm rất tinh xảo, hình vuông. Bà ấy đưa chiếc hộp cho Ngô Bình nói, chàng trai, đây là vật gia truyền của tổ tiên tôi để lại, tặng cho cậu. Ngô Bình xua tay, bà cụ, cháu không thể. Mới nói được nửa câu, anh bỗng sửng sốt vì cảm nhận được khí tức kỳ lạ từ trong chiếc hộp. Thế là anh cầm lấy chiếc hộp. Sau khi mở ra thì thấy bên trong là một cái tháp nhỏ màu vàng có tất cả 9 tầng, được chế tạo rất tinh xảo. Lòng anh hơi dao động nên mở miệng hỏi, bà cụ, tháp này của bà là do tổ tiên của bà truyền lại sao? Bà lão nói, đúng thế, tổ tiên của tôi từng rất giàu có và quyền lực, tiếc là sau này lại suy tàn, cuối cùng chỉ để lại tòa tháp này. Vốn dĩ hôm nay tôi định bán nó nhưng người mua ra giá quá thấp, tôi không đồng ý. Ai mà ngờ vì thế mà làm lạc mất cháu gái. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi không muốn giữ lại tòa tháp này nữa nên tặng cho cậu đấy. Bà lão cực kỳ yêu thương cháu gái mình, vì suýt nữa làm mất cháu gái, bà ấy đâm ra hận cái tháp nhỏ màu vàng này. Ngô Bình hỏi, bà cụ, bà ra giá bao nhiêu, đối phương trả giá bao nhiêu? Bà lão khẽ thở dài, tòa tháp này là bằng vàng, lại rất đẹp, tôi báo giá 5 triệu tệ, nhưng đối phương chỉ chịu đưa cho tôi 500.000 tệ, nói không phải là vàng ròng, là hợp kim. Ngô Bình nói, bà cụ, tòa tháp này của bà rất đẹp nhưng cháu không thể lấy như thế. Thế này nhé, cháu ra giá 5 triệu tệ, bà bán tháp này không? Bà lão ngây người, vội xua tay, không được, tôi không thể lấy tiền của cậu. Ngô Bình cười nói, bà cụ đừng khách sáo, nếu bà không lấy tiền, vậy cháu không thể nhận rồi. Bà lão thở dài, chàng trai, cậu đúng là người tốt. Cuối cùng Ngô Bình đưa cho bà cụ một tờ chi phiếu 5 triệu tệ. Sau đó đưa bà lão đi đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Phía bên cảnh sát phá được một vụ án lớn về tập đoàn buôn người xuyên quốc gia qua lời thẩm tra của ba người kia, tóm được 27 thành viên chủ chốt, 159 chân rết, giải cứu cho 47 trẻ em và truy tìm tung tích của nhiều đứa trẻ khác. Một việc thiện của Ngô Bình mà đã giải cứu được cho 100 gia đình vô tội. Ngô Bình cầm tháp nhỏ quay về khách sạn, lúc này Trương Lệ bị mọi người vây quanh. Ai nấy cũng đều tỏ ra rất thân thiết như thể Trương Lệ là bạn lâu năm của họ vậy. Ngô Trấn Đông đang uống nước ở một bên, có vẻ ông ấy đang cảm thấy khá nhàm chán. Thế là Ngô Bình vẫy tay gọi Ngô Trấn Đông ra ngoài. Ngô Trấn Đông nói, Tiểu Bình, chán quá, có chỗ hút thuốc không? Có, bố đi theo con. Anh mở một căn phòng, hai bố con ngồi hút thuốc trong phòng. Ngô Trấn Đông như có tâm sự nói, Tiểu Bình, bố hôn mê mấy năm nay, vất vả cho con rồi. Ngô Bình cười nói, con không vất vả đâu, mẹ mới là người vất vả. Bố muốn nói gì với con à? Ngô Trấn Đông hơi bối rối nói, Tiểu Bình, bố hôn mê mấy năm nay cũng từng nằm mơ không ít lần, có vài giấc mơ rất rõ ràng, bây giờ bố vẫn còn nhớ. Ngô Bình hỏi, bố, có thể kể cho con nghe giấc mơ của bố không? Chương 794, 13 năm trong tháp. Ngô Trấn Đông nghĩ ngợi một lúc rồi nói, trong mơ. Bố nghe thấy một giọng nói gọi mình rất thân thiết nên bố cứ bay là đi tới. Xung quanh là ánh sáng đủ màu sắc, bố cố gắng bay về phía giọng nói đó, không biết qua bao lâu, cuối cùng đôi chân bố có thể đi lại trên mặt đất nhưng xung quanh lại là bóng tối vô tận. Bố cứ đi về phía trước, đi rất lâu thì đến một khe núi. Trong khe núi rất nhiều hoa, bên trong có một căn phòng nhỏ. Bố tiến vào trong khe núi, một người đi ra từ trong căn nhà đó. Ông ta mặc đồ màu đen. Bên thắt lưng còn đeo một chiếc hồ lô, tóc đỏ, mặt tím, vóc người cao lớn. Ông ta nói với bố, một hồn ma đến đây làm gì? Bố không thể nói, chỉ có thể làm động tác tay ra dấu với ông ta. Ông ta không kiên nhẫn nên lại nói với bố, ngươi sắp hồn bay phách tán rồi. Thôi vậy, ta dạy ngươi một cách tụ hồn, ngươi nghe cho kỹ. Thế là ông ta dạy bố một pháp môn, bảo bố mặc niệm một đoạn âm tiết, bố bèn học theo. Học xong. Ông ta chỉ vào trên người bố, thế là bố thu nhỏ lại, sau đó rơi vào trên một đóa hoa. Đóa hoa đó rất thoải mái nên bố cứ nằm ở đó, đồng thời cũng thầm niệm pháp môn mà ông ta dạy.
Qua một hồi rất lâu, người kia lại đi ra khỏi căn nhà, ông ấy nói với bố, ta tính toán quả nhiên không sai, ngươi sẽ sống lại ở dương gian. Hơn nữa tương lai của ngươi có khí vận to lớn, đợi đến khi ngươi có thành tựu, đừng quên ơn của ta với ngươi. Nhớ đấy, ta tên là Từ Quỷ Vương. Từ Quỷ Vương, Ngô Bình thầm ghi nhớ cái tên này nói, bố còn nhớ đoạn âm tiết đó không? Ngô Chấn Đông lặp lại đoạn âm tiết, Ngô Bình nghe xong cười nói, đây là cố hồn chú. Ngô Chấn Đông, Tiểu Bình, con cũng từng nghe nó sao? Ngô Bình không nói rõ mà chỉ bảo, bố đừng nghĩ nhiều. Những thứ trong mơ đều là giả cả. À phải rồi bố ơi, mấy ngày nay bố không quên tu luyện đó chứ? Ngô Chấn Đông, mỗi ngày bố đều ngồi thiền 8 tiếng, bây giờ trong người đã có khí rồi. Ngô Bình, phải kiên trì bền bỉ, bây giờ con dạy bố làm sao để phát lực đánh người khác. Bố có sức mạnh nhưng không biết phát lực. Ngô Chấn Đông cười nói, bố luyện công phu đánh người làm gì? Ngô Bình, bố à, tư chất của bố tốt như thế, không tu hành thì lãng phí lắm. Ngô Chấn Đông bất đắc dĩ, Ngô Bình bảo học thì ông ấy học. Ngô Bình đã bắt đầu dạy ông ấy thiên địa huyền hoàng quyết, đồng thời truyền thụ cho ông ấy một vài loại võ thuật, đấm đá cơ bản. Hai bố con một dạy một học, đến khi Ngô Chấn Đông thông thạo rồi, anh ngồi bên cạnh nhìn, sau đó lấy tháp nhỏ đó ra quan sát tỉ mỉ. Mặc dù tháp nhỏ này màu vàng nhưng nó không phải làm từ vàng ròng, bên trong còn có kim loại khác, tháp nhỏ phóng ra khí tức khá kỳ lạ. Đây là pháp khí gì, anh lẩm bẩm rồi thả võ hồn tiếp xúc với tháp nhỏ màu vàng. Võ hồn vừa tiếp xúc với tháp nhỏ màu vàng, Ngô Bình cảm nhận được một tiếng ầm, ý thức đi vào một không gian, trong không gian đều là ánh sáng màu tím. Ngô Bình khá ngạc nhiên, đang nghĩ ra ngoài thế nào thì trong đầu bỗng vang lên âm thanh rất to. Người nói là Tiên Văn, tầng thứ nhất tháp thử luyện đã kích hoạt, người tu hành số 367, người muốn tu luyện bao lâu? Ngô Bình, nơi này là tháp tu luyện. Đối phương, nơi này là tháp tu luyện. Ngô Bình, ngươi là khí linh trong tháp. Đối phương, phải, ta là khí linh trong tháp tu luyện. Ngô Bình nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, người nói ta là người tu hành thứ 367. Khí linh, phải, ngươi là tu sĩ thứ 367 bước vào gian tu hành này. Ngô Bình, ta có thể tu luyện ở đây bao lâu? Khí linh, tháp này là bảo vật tu luyện tinh thần, tỷ lệ thời gian của nó và thế giới bên ngoài là 1 trên 10.000, người tu luyện một năm trong tháp tương đương với 10.000 năm tu luyện ở ngoài. Ngô Bình giật mình, tỷ lệ 1 trên 10.000, cũng đáng sợ quá đó. Anh nghĩ ngợi một chốc rồi nói, ta tu luyện nửa canh giờ trước đã. Khí linh, thời gian tu luyện tối thiểu là 6 canh giờ. 6 canh giờ bằng 12 tiếng. Tương đương với thành quả của hơn 13 năm tu luyện bên ngoài. Anh hít sâu một hơi nói, được, vậy thì 6 canh giờ. Khí linh, hãy nộp phí trước. Ngô Bình trợn to mắt, nộp phí. Khí linh, đúng thế, tiên tu luyện 1 canh giờ là 30 tiền bùa, 6 canh giờ là 180 tiền bùa. Ngô Bình tiếc của, 180 tiền bùa không phải là con số nhỏ, anh chần chừ một lúc rồi nói, vậy được, ta đưa cho ngươi. Sau đó ý thức của anh thoát khỏi tháp tu luyện, lấy ra 180 tiền bùa rồi nói với Ngô Chấn Đông, bố, con phải bế quan 12 tiếng, trong thời gian đó đừng cho bất kỳ ai làm phiền con. Ừ, Ngô Chấn Đông gật đầu. Nói rồi anh vứt tiền bùa vào trong qua lỗ nhỏ trên tháp, sau đó thả nhân bì viêm dương ra để bảo vệ mình. Khi đi vào tháp tu luyện lần nữa, Ngô Bình bắt đầu tập trung toàn lực tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh. Như Lai Thần Tàng Kinh này cực kỳ khó tu luyện. Muốn có được hiệu quả tốt trong thời gian ngắn là điều không thể. Nhưng trong tháp nhỏ này, thời gian nhanh gấp 10.000 lần bên ngoài, 6 canh giờ là hơn 13 năm, anh cũng có thể tìm cơ hội này đột phá. Khí linh, đã nộp phí thành công, bắt đầu tu luyện cấp 1. Ngay lập tức, xung quanh dâng lên luồng khí màu tím, Ngô Bình cảm nhận được rất nhiều năng lượng, những năng lượng này làm cho võ hồn của anh rất thoải mái. Anh tĩnh tâm, bắt đầu tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh. Thời gian trong tháp là hơn 13 năm đằng đẵng, 166 tháng hơn. Một người bình thường ở nơi không có ai hơn một tháng thì sẽ cảm thấy bản thân sắp nổi điên, nhưng Ngô Bình lại phải tu luyện hơn 160 tháng như thế. Cũng may trong lúc tu luyện, nội tâm anh không lo nghĩ gì hoặc không có cảm giác vui thích nên cũng không cảm thấy chán. Bên ngoài trời đã tối, Trương Lệ cũng về phòng, nhìn thấy con trai ngồi yên bất động, bà hỏi Tiểu Bình đang làm gì thế? Ngô Chấn Đông thấp giọng nói, Tiểu Bình đang tu luyện, đừng quấy rầy nó, chúng ta sang phòng khác đi. Trong tháp tu luyện,
Ngô Bình ở năm thứ 9 mới tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh đến cảnh giới viên mãn, 4 năm còn lại anh tu luyện Công Hòa Nhập Thánh Quyết này, liên tục hấp thụ năng lượng có lợi vào thần hồn. Cuối cùng, vào 3 giờ sáng, Ngô Bình mở mắt ra. Khoảnh khắc ấy, Viêm Dương ngạc nhiên thốt lên, thượng tiên đột phá rồi sao? Hóa ra Viêm Dương đã nhìn thấy một vòng sáng xuất hiện sau gáy Ngô Bình, thoáng có thể nghe thấy tiếng thiền ngâm trong đó. Ngô Bình, có chút thu hoạch. Chuyên tâm tu luyện hơn 13 năm, khí chất của anh đã thay đổi rất nhiều, càng thêm trầm ổn. Hơn nữa trải qua lần tu luyện này, thánh tâm của anh cũng gần như viên mãn. Bây giờ có thể tu luyện Như Lai Thần Công rồi, anh quyết định rèn sắt khi còn nóng, tu luyện Như Lai Thần Công luôn. Chương 795, uy lực của áo giáp sắt Long Nha Vệ. Như Lai Thần Công có tất cả 10 tầng, mỗi tầng đều giao thoa với nhau. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bát Nhã Thiền Công, Như Lai Thần Trưởng mà trước đây Ngô Bình tu luyện đều là một phần nhỏ của Như Lai Thần Công. Chẳng hạn như 3 tầng đầu tiên của Như Lai Thần Công chủ yếu là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 4 là Bát Nhã Thiền Công, tầng thứ 7 là Như Lai Thần Trưởng. Trước kia Ngô Bình tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bây giờ tu luyện 3 tầng đầu tiên một cách thuần thục. Không đến nửa tiếng sau đã luyện xong tầng thứ nhất của Như Lai Thần Công. Thần công tầng thứ nhất này chủ yếu là luyện hình thành công rồi thì là luyện lực tầng thứ 2, trong đó liên quan đến các lực kỹ. Sau khi tu luyện thì sức mạnh có thể lên đến vô tận, bốn lượng đẩy nghìn cân, trường lực vân vân. Ngô Bình phải mất 1 tiếng đồng hồ mới luyện xong tầng thứ 2 của Như Lai Thần Công, sau đó mất 2 tiếng ở tầng thứ 3. Như Lai Thần Công tầng thứ 3 là bí thuật Phật môn, ngôn ngữ khó có thể giải thích được các loại thần bí trong đó. Luyện xong tầng thứ 3 Như Lai Thần Công thì trời đã tối, Ngô Bình ngồi yên một chỗ suy ngẫm, sắp xếp lại Kim Cương Bất Hoại Thần Công một lần nữa. Có 3 tầng đầu tiên của Như Lai Thần Công làm nền, Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới này không chỉ dễ tu luyện hơn mà uy lực cũng tăng lên gấp bội, trong đó có rất nhiều huyền bí và bí ẩn mà nguyên bản không hề có. Lúc ăn sáng, có người gõ cửa nói, Thiếu Tôn, bên ngoài có một người tên là Uông Hán Sinh muốn gặp. Ngô Bình bình thản nói, tôi không có thời gian, bảo ông ta đợi ở ngoài đi. Vâng, người đó ra ngoài. Trương Lệ nghe nói Uông Hán Sinh đến thì nói, Tiểu Bình, con định làm thế nào? Ngô Bình, năm đó ông ta đối xử với ông ngoại thế nào, con sẽ trả lại gấp đôi. Ngô Bình hoàn toàn mặc kệ không để tâm đến Uông Hán Sinh, dùng xong bữa sáng, anh đưa bố mẹ và Ngô Mi rời khỏi khách sạn Đường Hoàng Đại. Về đến nhà Trương Lệ nói lại chuyện của Uông Hán Sinh cho ông ngoại, nghe xong vẻ mặt ông ngoại trở nên phức tạp, một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Ngô Bình nói, ông ngoại, cháu đã nói nhất định sẽ giúp ông chút giận. Ông ngoại thở dài rồi gật đầu. Năm đó bị Uông Hán Sinh đe dọa lợi dụng, ông cụ đã kiềm nén nhẫn nhịn cả đời, bây giờ cháu ngoại muốn chút giận cho mình, dĩ nhiên ông cụ không từ chối. Sau đó Ngô Bình đi đến trụ sở Thiên Long để huấn luyện 20 Long Vệ. Mấy ngày nay Long Vệ đã hấp thụ hoàn toàn thuốc biến đổi gen, thể chất của họ được tăng lên rất nhanh. Chỉ riêng sức chiến đấu, thực lực của mỗi Long Vệ đều không thua kém cao thủ của Thiên Sát Long Cương. Hơn nữa họ tu luyện đoàn thể thuật và võ kỹ mà Ngô Bình dạy. Trong tương lai không xa chắc chắn sẽ vượt qua Long Cương. Anh đến bãi huấn luyện, 20 Long Vệ đang liều mạng luyện tập, rất chăm chỉ. Ngô Bình rất hài lòng, quan sát vài phút mới nói, mọi người qua đây. 20 Long Vệ lập tức dừng luyện tập đứng xếp thành một hàng như từng thanh giáo cắm trên mặt đất. Ngô Bình chọn ra 20 bộ giáp sắt từ không gian Hắc Thiên, áo giáp sắt này là giáp sắt của Long Nha Vệ. Năm đó Long Nha Vệ ít nhất cũng đạt cấp chân nhân, thậm chí là cấp chân quân. Anh nói, ở đây có 20 bộ áo giáp sắt, bắt đầu từ bây giờ đây chính là vũ trang của mọi người. Mắt các Long Vệ đều phát sáng, nhìn chằm chằm mấy bộ giáp sắt này. Mặc vào đi, anh nói. Long Vệ lần lượt lên nhận áo giáp sắt của mình, sau đó mặc vào rồi cầm một tấm khiên và một thanh kiếm dài, trên thanh kiếm dài có dấu ấn hình rồng. Mấy bộ giáp sắt này đều là bảo bối cấp bậc pháp khí, có thể tự động điều chỉnh kích cỡ nên mọi người ai cũng mặc rất vừa vặn. Áo giáp sắt có một màu đen tuyền, khiên và kiếm cũng là màu đen, chỉ có mũ sắt là có dây thua màu đỏ tươi. Ngô Bình cũng không hiểu uy lực của áo giáp sắt, anh gọi một Long Vệ nói, cậu tấn công tôi hết sức xem. Long Vệ này lập tức di chuyển áp sát Ngô Bình, vung kiếm lên. Ngô Bình ngạc nhiên, vận dụng quỷ thần bộ để vòng ra phía sau Long Vệ, nhưng ngay khi anh di chuyển, Long Vệ lập tức quay 110 độ rồi vung kiếm. Ra đầu Ngô Bình tê lại. Vội bay lên không trung nhưng tốc độ của Long Vệ nhanh hơn,
kiếm quang vừa xoẹt qua đã chạm đến chóp mũi anh. Ngô Bình vượt qua vài mét trên không trung, tránh được đòn tấn công của đối phương. So được mười mấy chiêu, Ngô Bình nhận ra, sau khi mặc áo giáp sắt Long Nha vệ này, động tác của Long vệ vô cùng linh hoạt, tốc độ nhanh như chớp cứ như quỷ thần khiến người khác không thể phòng ngự, có vài lần suýt nữa anh đã trúng chiêu. Hơn nữa với thực lực hiện tại của anh mà cũng không thể áp chế được Long vệ này hoàn toàn, ngược lại luôn bị anh ta đuổi giết. Dĩ nhiên nếu Ngô Bình cũng sử dụng vũ khí thì thế cục sẽ tốt hơn, nhưng anh cũng không dám nói chắc có thể áp chế được đối phương. Sau 30 chiêu, Ngô Bình nói, dừng. Long vệ lập tức dừng lại, quay về vị trí cũ. Anh hỏi, mọi người có cảm giác gì? 20 long vệ cực kỳ phấn khích, họ đều là người trong nghề, long vệ kia vừa ra tay, họ đã biết bộ giáp sắt này giúp tăng thực lực của họ lên ít nhất gấp 10 lần. Trước đây thực lực của long chủ luôn đè ép họ, nhưng nếu long vệ mặc giáp sắt này vào thì có thể đuổi giết được long chủ, quá mạnh. Ngô Bình, tiếp theo mọi người cứ thích ứng dần với áo giáp đi. Các long vệ cố gắng thích ứng được với giáp sắt, Ngô Bình lại căn cứ theo đặc điểm của giáp sắt để tạo ra một bộ kiếm kỹ thích hợp cho các long vệ mặc giáp sắt thi triển. Bộ kỹ năng kiếm này có 12 thức, 40 chiêu, đặc điểm của nó là nhanh, độc, chuẩn, hơn nữa giữa chúng có thể phối hợp với nhau tạo thành kiếm trận. Đến buổi chiều, anh đã thành thục kiếm pháp, sau đó truyền lại cho 20 long vệ. Các long vệ tập trung toàn lực tập luyện, Ngô Bình tiếp tục nghiên cứu thuốc biến đổi gen. Lần trước nghiên cứu thuốc biến đổi gen có hiệu quả quá mạnh, chỉ có các long vệ có thể chất mạnh mới có thể chịu được. Anh quyết định nghiên cứu và phát triển thêm một vài thuốc biến đổi gen có hiệu quả yếu hơn, tác dụng phụ không nhiều. Thuốc biến đổi gen trước đó anh cho các long vệ dùng được gọi là thuốc số 1, bây giờ anh nghiên cứu ra cái này gọi là thuốc số 2. Chế tạo thuốc số 2 khó khăn hơn thuốc số 1, mất hơn 2 tiếng mới hoàn thành. Ngô Bình bỏ thuốc số 2 vào 30 cái bình nhỏ, mỗi một bình thuốc có thể cho một người trưởng thành sử dụng. Anh chuẩn bị đưa mấy lọ thuốc này cho người bên cạnh dùng, chẳng hạn như Hoàng Tử Cường, Tạ Phi, dùng xong thực lực của họ có thể tăng lên, thuốc còn dư có thể dùng để bồi dưỡng nhân tài trong nội bộ Thiên Long. Đến tối, Ngô Bình gọi Hoa Giải Ngữ đến hỏi, thuốc biến đổi gen cấp SSS trên thị trường bán với giá thế nào? Hoa Giải Ngữ đọc tài liệu rồi nói, Long Chủ, hiện nay chúng ta chỉ có thể mua được thuốc biến đổi gen cấp S ở chợ đen, giá bán tầm khoảng 3 tỷ đến 5 tỷ đô la. Nhưng chúng ta có tình báo nói là chúng ta có thể mua được thuốc biến đổi gen cấp SS từ vài thế lực, giá bán từ 20 tỷ đến 30 tỷ đô la. Còn cấp SSS, chúng ta thiếu chí lực, nhưng người của chúng ta đoán giá của loại thuốc này ít nhất cũng hơn 100 tỷ đô la. Anh cầm 20 bình thuốc biến đổi gen ra nói, đây là thuốc cấp SSS, tôi sẽ bán cho Thiên Long theo giá của thuốc cấp SS. Hoa Giải Ngữ nói, Long Chủ, anh làm thế có phải là hơi lỗ không? Thuốc mà 20 long vệ dùng đều là loại này sao? Ngô Bình, thuốc họ dùng là thuốc biến đổi gen cấp SSSS cộng, tốt hơn loại này nhiều. Hoa Giải Ngữ ngây người, Long Chủ, vậy chẳng phải anh bị lỗ nặng rồi sao? Chương 796, diệt sạch đoàn kỵ sĩ đệ tam. Ngô Bình nói, không lỗ đâu, suy cho cùng, chức trách của long vệ là bảo vệ tôi và gia đình tôi, họ cũng cực kỳ trung thành với tôi nữa. Tôi rất vui lòng bồi dưỡng họ. Về lô thuốc biến đổi gen này, tôi sẽ bán cho Thiên Long với giá rẻ hơn. Hoa Giải Ngữ cười khổ, 20 chai thuốc gen, dù mỗi chai có giá 30 tỷ đô thì cũng là 600 tỷ rồi. Thiên Long không mua nổi. Ngô Bình nhớ lại, ngân sách về tài nguyên tu hành năm ngoái của Thiên Long chỉ có hơn 100 tỷ đô, con số này còn cách 600 tỷ rất xa. Anh thở dài, thế thì lấy giá rẻ hơn chút nữa, 15 tỷ một chai, tổng cộng là 300 tỷ đô. Thiên Long có thể thanh toán theo đợt, mỗi năm 100 tỷ đô. Thế này được rồi chứ? Hoa Giải Ngữ cười nói, tất nhiên là được. Thủ lĩnh, 20 chai thuốc biến đổi gen này nên phân chia thế nào ạ? Ngô Bình đáp, thực lực của tầng lớp cốt lõi trong Thiên Long cần được nâng cao. Như vậy đi, lô thuốc gen này sẽ chia cho đội trưởng các đội và thành viên Thiên Long tuyến 1. Hoa Giải Ngữ gật đầu, vâng, tôi sẽ lập danh sách để thủ lĩnh kiểm tra nhanh nhất có thể. Ngô Bình nói, được, cô đi đi. Các long vệ vẫn đang luyện tập, Ngô Bình bảo họ dừng, được rồi, nghỉ một lát đi. Long vệ lập tức dừng lại, ai cũng ngồi thẳng tắp. Đúng lúc này, Trần Tố của đội Bắc Mỹ vội vàng chạy đến, trên vai có một vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Ông ấy hét to, thủ lĩnh, đoàn kỵ sĩ đệ tam của Mễ đã xâm lược biên giới, phe ta bị tổn thất nặng nề.
Ngô Bình cau mày, Mễ muốn làm gì? Tạm thời chưa rõ, có điều nhìn hướng hành động của họ thì có lẽ muốn tiến vào Thiên Kinh. Ngô Bình cười khẩy, thật ngạo mạn. Anh ngoái đầu nhìn 20 long vệ, mọi người đã sẵn sàng cùng tôi nghênh chiến đoàn kỵ sĩ đệ tam chưa? Sẵn sàng, 20 long vệ hét vang trời. Ngô Bình nói, tốt lắm, xuất phát. 5 phút sau, 10 chiếc máy bay vận tải vũ trang, chở tất cả đến một bãi biển. Có một con tàu đang lênh đênh giữa biển. Trên bãi biển có mười mấy thi thể thành viên Thiên Long, hàng chục người bị thương nặng, và cả trăm chiến sĩ Thiên Long đang sẵn sàng chờ chiến đấu, nhìn chằm chằm vào con tàu kia. Chẳng bao lâu sau, 10 chiếc máy bay đã hạ cánh. Ngô Bình xuống máy bay, ngay khi nhìn thấy thi thể dưới đất và hàng chục thành viên bị thương, mặt anh tái xanh, hỏi Trần Tố, người của đối phương đang ở đâu. Trần Tố chỉ vào con tàu trên biển, sau vài lần xông vào đánh giết thì họ quay trở về, hình như nhận được mệnh lệnh. Ngô Bình nhíu mày, chúng ta thương vong 30%, còn đối phương tổn thất bao nhiêu? Trần Tố cúi đầu đáp, đối phương chết 12 người, bị thương hơn 20 người. Quá rõ ràng, Thiên Long là bên thiệt hại nặng nề trong trận chiến này. Ngô Bình giận dữ nói, đây là địa bàn của chúng ta mà ông lại để họ đánh ra nông nỗi này. Ông làm đội trưởng kiểu gì thế hả? Trần Tố cúi gằm mặt, là lỗi của tôi, xin thủ lĩnh trách phạt. Ngô Bình phớt lờ, vừa híp mắt nhìn con tàu kia vừa hỏi, đoàn kỵ sĩ đệ tam này có thực lực thế nào? Trần Tố trả lời, tất cả đều là cao thủ Tây giáo, có 20 kỵ sĩ bạc, năng lực ngang ngửa võ thần, hơn 100 kỵ sĩ đồng, thực lực có lẽ là cảnh giới tiên thiên. Sở hữu năng lực mạnh nhất là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ, người này là kỵ sĩ vàng, có lẽ ở cấp bậc địa tiên. Ngô Bình cười khẩy, nói với long vệ, cử ra 10 người, diệt sạch đoàn kỵ sĩ đệ tam này. Nhớ phải bắt sống một người, tôi cần tra hỏi. Lời vừa dứt, 10 long vệ đã bay ra biển. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, có thể lướt đi trên mặt biển như bay vậy. Trong vòng mười mấy phút, họ đã bay đến con tàu. Ngay lập tức, tiếng gào thét thảm thiết vọng đến từ con tàu. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc, bong tàu lênh láng máu. Chẳng bao lâu sau, một long vệ đã đưa một người đàn ông mặc giáp vàng trở về, ném kẻ đó đến trước mặt Ngô Bình. Trong cơ thể người đàn ông này có một luồng sức mạnh rất kỳ dị, tu vi chắc chắn ở cấp bậc địa tiên, chính là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ đệ tam. Ngô Bình vừa nhìn đối phương vừa lạnh lùng hỏi, mục đích các người đến Viêm Long lần này là gì? Gã đàn ông nó có đôi mắt xanh kim loại, mũi chim ưng, ánh mắt vô cùng hung ác, lạnh lùng đáp, tuy hôm nay chúng tôi bại trận, nhưng tên của các người cũng đã được ghi vào danh sách tử thần. Không một ai thoát được đâu. Bụp, Ngô Bình đá vào bụng đối phương, gã đau đớn cong người như con tôm, Ngô Bình lập tức dùng kỹ thuật khống chế tinh thần của gã. Chưa đầy một phút, gã đàn ông tóc vàng đã biến thành con rối của Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, các người đến đây có mục đích gì? Trả vật xui xẻo, bạt, cho các anh, gã đáp. Bạt, Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, nó đang ở đâu? Gã tóc vàng đáp, trên tàu. Ngô Bình hỏi tiếp, các người lấy bạt từ đâu? Gã trả lời, năm xưa, chúng tôi đã cướp đi một số văn vật của Viêm Long, trong đó có một chiếc hũ. Sau đó chiếc hũ vô tình bị vỡ, con ác quỷ bên trong đã chạy ra. Nó đã gây sóng gió ở Âu Châu nhiều thập kỷ qua, không ai hàng phục được nó. Rồi nó đi tàu đến Mễ, tiếp tục gây tai họa. Suốt mấy chục năm, Mễ đã có hàng chục nghìn người chết dưới tay nó. Cuối cùng, 8 vị giáo chủ Hồng Y dùng thánh vật mới có thể hợp lực tạm thời phong ấn nó. Nhưng chúng tôi không thể giết chết nó, nên quyết định mang nó đến Viêm Long. Ngô Bình cười khẩy, nước Mễ mặt dày quá nhỉ. Không giải quyết được thì ném phiền phức cho chúng tôi, đúng là mơ hão. Trần Tố lên tiếng, thủ lĩnh, làm sao đây? Có cần gửi bạt lại cho họ không? Ngô Bình đáp, không cần. Bọn người Mễ ngu xuẩn, không biết bạt là gì. Nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ phải hối hận. Anh cũng không giải thích nhiều, đạp nước lên tàu. Thi thể nằm la liệt khắp con tàu, số lượng lên đến vài trăm. Ngô Bình bảo người của Thiên Long lên tàu và kiểm tra toàn diện. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm được một chiếc lọ màu bạc. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, quả nhiên thấy bên trong có một sinh linh rất mạnh, chính là bạt. Anh cất lọ bạc vào, quay về bãi biển để chữa trị cho người bị thương. Tình trạng của mấy chục thành viên bị thương đều rất nghiêm trọng. May mà anh tinh thông y thuật, kéo bọn họ lần lượt trở về từ quỷ môn quan. Không lâu sau đó, con tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngô Bình bảo Trần Tố lo liệu chuyện sau đó, rồi dẫn mọi người về trụ sở chính Thiên Long.
Về đến trụ sở chính, anh đặt lọ bạc trên bàn, niệm chân ngôn độ hóa với nó. Niệm được vài câu, chiếc lọ bèn rung dữ dội, tiếng gầm gừ vọng ra. Ngô Bình tiếp tục niệm. Sau khi tu luyện Tathagatagarbha, anh đã nắm vững rất nhiều bí thuật hàng ma, giờ đã có đất dụng võ. Anh không ngừng niệm chú, kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Sau khi trời sáng, anh mới dừng lại. Niệm cả tối khiến anh khá mệt mỏi, bèn ngồi nghỉ ngơi. Viêm Dương trống lên nhân bì, ngồi ở gần đó, vừa tò mò quan sát chiếc lọ bạc vừa hỏi, thượng tiên, đây là bạt sao? Ngô Bình đáp, ừ, bạt là yêu ma cực kỳ mạnh, nhưng nó có một đặc điểm, ấy là chỉ cần dùng phương pháp thích hợp, nó sẽ có thể tự yêu ma hóa thành thần. Viêm Dương ngạc nhiên, tự yêu ma biến thành thần, có thể ư? Ngô Bình trả lời, bạt vốn là thần, chẳng qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau mới rơi vào ma đạo. Có điều bạt vẫn luôn duy trì một phần bản tâm, chỉ cần nắm vững phương pháp, giúp nó hồi phục không phải là chuyện khó. Chương 797, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ngô Bình nói tiếp, đúng lúc, ta biết chú ngữ đánh thức bản tâm của bạt. Viêm Dương hỏi, thượng tiên định thức tỉnh bạt sao? Ngô Bình đáp, vẫn chưa phải lúc, chân ngôn mà ta niệm vừa nãy là để nó ngủ say. Cất lọ bạc vào, Ngô Bình đi ăn sáng trước. Lúc ăn, anh nhận được tin từ nhiều bên, quả nhiên khu Hưng Long đã tiêu thùng rồi, phía trên đã hủy bỏ mọi kế hoạch phát triển khu vực này. Giá nhà ở huyện Minh Dương và các khu vực lân cận đã giảm nhanh chóng và quay về tình trạng trước đây, thậm chí còn thấp hơn. Một lượng lớn đất đai và bất động sản đã bị các tư bản lớn nuốt gọn, bây giờ họ muốn nhả ra, nhưng lại không ai có thể tham gia giao dịch có giá trị lớn như vậy. Nhưng nếu họ không bán ra thì vốn của họ sẽ phải bỏ vào đây. Vân Đỉnh chỉ là thành phố cấp địa khu, nhiều bất động sản được xây dựng trong thời gian ngắn như vậy, người dân ở Vân Đỉnh mất 10 năm cũng không tiêu hóa hết. Vậy nên sẽ không có tư bản nào muốn giữ mãi những tài sản này, họ phải bán ra càng nhanh càng tốt để kiếm lợi nhuận cao hơn. Ngô Bình nhận được tin không lâu thì Lý Mai gọi đến. Đúng như cậu dự đoán, giá đất và giá nhà ở Vân Đỉnh đã giảm. Chúng ta nên làm thế nào đây, cô ấy hỏi. Ngô Bình đáp, không gấp, cứ chờ tiếp. Những người này đập vào mấy nghìn tỷ, thành phố Vân Đỉnh quá nhỏ, khoản tiền này là tổng sản lượng kinh tế 10 năm của Vân Đỉnh, không ai ăn nổi. Khi nào bọn họ chịu bán tài sản với nửa giá thì chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Lý Mai hỏi, mấy nghìn tỷ đấy, liệu họ có chịu bán nửa giá không? Ngô Bình bảo, nếu không bán thì họ sẽ mắc kẹt ở Vân Đỉnh mãi mãi. Họ không bám trụ được đâu. Lý Mai đáp, được. Cô ấy nói tiếp, chúng ta đang bán một số sản nghiệp của Đông Nam Á để lấy lại vốn. Chờ thời cơ chín muồi, nhà họ Lý sẽ vào Vân Đỉnh. Ngô Bình trả lời, ừm, nên làm công tác chuẩn bị từ sớm. Anh vừa cúp máy thì phía Đường Môn gọi đến, Thiếu Tôn, Uông Hán Sinh lại đến khách sạn, đi cùng còn có con trai ông ta, Uông Tử Phục. Ngô Bình bảo, tôi sẽ đưa địa chỉ, bảo họ qua đi. Sau khi nhắn địa chỉ, Ngô Bình quay về nhà, chờ Uông Hán Sinh tìm đến cửa. Ông ngoại biết đối phương sắp đến nên đi thay quần áo. Trong lòng mỗi người đều có một số ký ức không thể xóa nhòa, tồi tệ có, tốt đẹp có. Mà Uông Hán Sinh gần như đã trở thành tâm ma của ông ngoại và bà ngoại. 10 phút sau, hai chiếc xe đỗ trước cửa. Cửa xe mở ra, 7 người lần lượt bước xuống. Trong 7 người đó có một ông lão, một người trung niên rất khí khái, và mẹ con Uông Kiều Lung. Vẻ mặt con trai của Uông Kiều Lung rất đau khổ. Hôm ấy Ngô Bình dùng ám thủ với cậu ta. Ám thủ này sẽ khiến cậu ta đau đớn khắp người và kéo dài suốt một tháng. Mới mấy ngày, cậu ta đã không chịu đựng được nữa. Ông ngoại đứng trong nhà, nhìn Uông Hán Sinh chăm chú. Uông Hán Sinh lớn hơn ông ngoại anh mấy tuổi nhưng nom như người đã ngoài 80, còn ông ngoại chỉ trông như độ 50 thôi, trẻ hơn ông ta rất nhiều. Uông Hán Sinh cũng nhìn ông ngoại anh chằm chằm, buột miệng nói, Trương Thế Văn. Sao anh lại trẻ như vậy? Bà ngoại giận dữ nhìn Uông Hán Sinh, năm xưa anh hại cả nhà tôi khổ sở, lương tâm anh không cắn dứt sao? Nét mặt của Uông Hán Sinh lập tức trở về trạng thái tự nhiên. Ông ta hờ hững nói, Thế Văn, chuyện năm xưa đâu phải anh không biết, nếu tôi mất việc vì chuyện đó thì cả nhà anh cũng gặp xui xẻo theo thôi. Vậy nên, thay vì tất cả cùng chịu phạt, chỉ bằng một mình anh gánh chịu. Như vậy tôi còn giúp anh ấy chứ? Giúp chúng tôi, Uông Hán Sinh. Anh đúng là không biết xấu hổ, anh thăng quan tiến chức, đẩy cả nhà tôi đến huyện quê, thế này gọi là giúp ư. Uông Hán Sinh lạnh nhạt bảo, làm kế toán ở quê vẫn hơn không có nơi làm việc mà, đúng chứ?
đứng sau Uông Hán Sinh, người đàn ông trung niên hỏi Uông Kiều Lung, ai đã ra tay với cháu tôi? Uông Kiều Lung chỉ vào Ngô Bình, chính là cậu ta. Người trung niên nhìn chòng chọc vào Ngô Bình lạnh lùng nói, tôi có quen vài người bạn giang hồ. Khuyên cậu một câu, nên biết điểm dừng. Nếu cậu trị khỏi cho cháu tôi có thể bỏ qua cho cậu, bằng không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình nhìn người trung niên nọ, đúng là có phong thái của người có chức quyền. Anh đáp, không cần khách sáo với tôi cũng muốn xem thử nhà họ Uông các ông có quyền lực như thế nào. Gương mặt của người trung niên rất lạnh lùng, có lẽ cậu vẫn chưa biết tôi là ai. Tôi là Uông Thuần Hiếu, phó phu si phu thường vụ thành phố Hải Thành. Ngô Bình cười khẩy, thế thì đã sao? Quan chức như ông sẽ ngã ngựa sớm thôi. Uông Thuần Hiếu giận dữ, cậu ngạo mạn quá rồi đấy. Ngô Bình mặc kệ ông ta, đoạn ngoắt tay về phía Uông Hán Sinh, đến đây. Không ngờ Uông Hán Sinh lại rất nghe lời, chậm chậm đi đến trước mặt anh. Ngô Bình nhìn chăm chú vào đôi mắt Uông Hán Sinh, thực chất đang âm thầm khống chế đối phương, nói đi, năm xưa đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại hại ông ngoại tôi? Đôi mắt Uông Hán Sinh đã đờ đẫn, năm ấy, tôi đã bảo vài người họ hàng ăn cắp lô vật tư ấy, sau đó đổ tội cho Trương Thế Văn. Trương Thế Văn không có chỗ dựa, lại nhát gan, hay sợ, nên tôi đã chọn ông ta gánh họa thay. Trương Thế Văn cả giận, Uông Hán Sinh, anh, không ngờ anh vừa trông coi lại vừa làm kẻ trộm, sau đó còn vu oan cho tôi. Anh thật quá đáng. Uông Thuần Hiếu cả kinh hỏi, cậu đã làm gì bố tôi? Ngô Bình nhìn sang ông ta. Tinh thần của ông ta lập tức bị anh khống chế. Ngô Bình nói, chắc hẳn ông đã tham ô không ít nhỉ, bây giờ quay về tự thú đi. Tiện thể khai cả chuyện năm xưa mà bố ông đã làm đi. Vâng, Uông Thuần Hiếu đáp. Uông Kiều Lung hoảng hốt nhìn Ngô Bình như nhìn thấy quỷ. Ngô Bình đá vào người thanh niên kia mấy cái, đối phương lập tức không đau nữa, nhưng toàn thân toát mồ hôi lạnh, không thể đứng dậy. Anh bảo, oan có đầu, nợ có chủ, tuy các người rất đáng ghét. Nhưng tôi quyết định sẽ bỏ qua một lần, đưa con trai bà cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Uông Kiều Lung cũng không màng đến bố và anh trai nữa, vội vã dìu con trai rời đi. Hiện trường còn lại hai người, một nam, một nữ. Ngô Bình đã chú ý đến hai người họ từ nãy, họ đều ở cảnh giới luyện khí. Không cần đoàn cũng biết họ là cao thủ do nhà họ Uông mời đến. Một khi Ngô Bình có thái độ không tốt thì nhà họ Uông sẽ bảo họ ra tay. Lúc này, hai người nọ đều run cầm cập, trán đẫm mồ hôi lạnh. Họ không dám hó hé lấy một câu từ nãy giờ. Đến khi Ngô Bình đưa mắt nhìn sang, họ mới quỳ xuống đất kính chào Đại Tông Sư. Tất nhiên, họ không nhìn ra tu vi của Ngô Bình. Nhưng khí thế của Ngô Bình và quyền ý lộ ra khi anh khống chế bố con Uông Hán Sinh, họ đều cảm nhận được vô cùng rõ rệt. Đây chắc chắn là Đại Tông Sư. Ngô Bình nói, hiếm thấy hai người có thể kiên trì đến bây giờ. Chuyện này là thù oán cá nhân của tôi, không liên quan đến người ngoài. Hai người đi đi. Hai người nọ như được đại xá, xoay người đi ngay. Hôm ấy nhà họ Uông trở về Hải Thành, Uông Thuần Hiếu tự thú. Ông ta tham ô 1,5 tỷ, còn giúp thế lực gia đình kiếm được hơn 5 tỷ một cách bất hợp pháp. Ngoài ra, ông ta còn cấu kết với nhân viên xã hội, từng đánh chết và đả thương một số người. Tình huống của Uông Hán Sinh thì khá phức tạp. Vì đó là chuyện xảy ra mấy chục năm trước, cần tìm chứng cứ. Có điều con trai đã xảy ra chuyện, nhà họ Uông cũng xong đời, tất cả tài sản bị tịch thu, tựa như tòa nhà sụp đổ trong tích tắc, không một ai trong tòa nhà có thể may mắn thoát khỏi. Chương 798, Bạch Băng làm việc ở đường lâu. Sau khi nhà họ Uông rời đi, Ngô Bình cất lời, ông ngoại, chuyện này xem như đã qua rồi. Sau này ông và bà ngoại cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống thôi ạ. Ông ngoại anh khẽ thở dài, ừ, đã qua rồi. Vậy mà tâm trạng của ông ấy lại có phần buồn bã. Bà ngoại kéo tay ông ngoại, ông à, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tiểu Bình nói phải, sau này chúng ta cứ hưởng thụ cuộc sống thôi. Tôi muốn đi du lịch, ngày mai chúng ta khởi hành nhé. Ông ngoại gật đầu, ừ, bà muốn đi đâu, tôi đi với bà. Ngô Bình và Trương Lệ nhìn nhau cười. Trương Lệ nói, Tiểu Bình à, ông bà ngoại đã có mẹ chăm sóc rồi. Con đi làm việc đi. Mấy hôm nay bận bịu suốt, Ngô Bình muốn nghỉ ngơi một chút, bèn gọi Ngô Mi đến chơi trò chơi với mình. Hai anh em chia đội, đánh với nhau 2 ván. Ngô Bình bảo, Tiểu Mi, mấy hôm nữa mới có thể về quê. Em học hành đừng để sa sút. Ngô Mi đáp, em biết rồi. Mấy hôm nay em đang học giáo trình đại học. Ngô Bình tò mò, học giáo trình đại học làm gì?
Ngô Mi trả lời, giáo trình cấp 3 vô vị lắm. Bây giờ em đang nghiên cứu tài liệu về vật lý và đại số cao đẳng, khá hay ho. Ngô Bình bó tay, anh bảo này, Tiểu Mi, trước đây em nói là muốn thi vào Hoa Thanh, sau đó lại muốn đến Đại học Thiên Kinh học khảo cổ, giờ lại đổi ý, đi học vật lý và đại số. Rốt cuộc em muốn làm gì? Ngô Mi đáp, anh à, người thông minh như em có nhiều sở thích là chuyện bình thường mà. Ngô Bình lắc đầu, Tiểu Mi, con người muốn lập được thành tích thì phải học chuyên về một lĩnh vực nào đó. Anh biết có rất nhiều người tài giỏi, học gì cũng hiểu rất nhanh, nhưng đến cuối cùng lại không có cống hiến gì xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Ngô Mi nói, anh à, tại sao phải có cống hiến xuất sắc chứ? Con người sống thật vui vẻ, chẳng phải đã tốt rồi sao? Nào ngờ Ngô Bình lại không phản bác được, anh sững ra rồi đáp, em nói rất có lý, do anh nghĩ quá nhiều. Trẻ con phải nên vui vẻ. Ngô Mi liếc anh, em không còn là trẻ con đâu. Em 17 tuổi rồi nhé. Ngô Bình bảo, em có thời gian thì nghiên cứu về tài chính và kế toán đi, sau này quản lý tiền giúp anh. Ngô Mi chớp mắt, thế cũng hay đấy ạ. Được, ngoài ngành chính, em sẽ học thêm về kế toán, tài chính, quản lý công thương này kia, dễ giúp anh làm việc. Đánh đến ván thứ ba thì Mỹ Ngọc gọi video cho anh. Mỹ Ngọc được đại sư Thanh Liên gửi gắm nhờ Ngô Bình chăm sóc. Gần đây cô ấy luôn cố gắng học tập, muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay với Ngô Mi. Cô ấy dồn toàn bộ tinh lực vào việc học hành, thế nên khi rời huyện Minh Dương, Ngô Bình tạm thời để cô ấy sống cùng Bạch Băng, như vậy sẽ không gián đoạn chuyện học của cô ấy. Anh mở video, nhìn thấy Bạch Băng và Mỹ Ngọc. Bạch Băng cười bảo, Ngô Bình, nói cho em biết một tin tốt. Ngô Bình cười hỏi, tin tốt gì thế? Bạch Băng đáp, Mỹ Ngọc tham gia kỳ thi vật lý, thành tích lọt vào top 5 toàn tỉnh. Mỹ Ngọc quả là thiên tài, mới học vật lý có nửa tháng thôi đấy. Ngô Bình cũng kinh ngạc, giỏi vậy sao? Mỹ Ngọc cũng hơi ngượng ngùng, anh Ngô, Tiểu Mi, tôi nhớ hai người lắm. Bây giờ tôi đến tìm hai người nhé. Ngô Bình đáp, được chứ, tôi sẽ cử người đến đón. Bạch Băng nói, không cần, để chị đích thân đưa Mỹ Ngọc đến đó. Ngô Bình ngẩn ra, nghĩ bụng, không cần chị đưa mà. Ngô Mi nhướng mắt nhìn Ngô Bình, đoạn bảo, được mà, cô Bạch. Cô cứ ở đây chơi vài ngày ạ. Bạch Băng cười nói, như thế có quấy rầy hai anh em không? Ngô Mi đáp, không quấy rầy ạ, anh trai em rảnh rỗi lắm. Thế là Bạch Băng nhìn về phía Ngô Bình, anh nói ngay, đúng rồi, hai người cùng đến đi. Em sẽ cử người đến đón nhé. Anh không yên tâm để Mỹ Ngọc và Bạch Băng đến đây một mình. Bạch Băng còn dễ, nhưng Mỹ Ngọc là hồng nhan họa thủy chuyên gây sóng gió mà. Sau khi hẹn ngày xong, Ngô Bình cử Hoa Giải Ngữ đến huyện Minh Dương đón họ. Tắt video, Ngô Mi nói, anh này, anh không nhận ra cô Bạch có ý với anh sao? Cô ấy mượn cớ đến gặp anh đấy. Ngô Mi trừng mắt với cô bé, không cần em lo chuyện của anh đâu nhé. Ngô Mi le lưỡi, em qua báo với mẹ là Mỹ Ngọc và cô giáo Bạch sẽ đến đây. Sau đó Ngô Bình về phòng, tiếp tục luyện Như Lai thần công. Đến khi Bạch Băng và Mỹ Ngọc xuất hiện, anh đã luyện thành công tầng thứ tư của Như Lai thần công rồi. Tầng thứ tư này thật ra chính là Bát Nhã thần công của chùa Đại Thiền, một tâm pháp tham thiền. Anh có nền tảng của Tathagatagarbha, tu luyện Bát Nhã thần công không còn khó nữa, chỉ cần vài giờ là luyện thành. Mỹ Ngọc vừa đến đã đi chơi với Ngô Mi, Bạch Băng mỉm cười nhìn Ngô Bình, sắp thi đại học rồi. Mấy hôm nay Tiểu Mi không có ở trường, chị không yên tâm lắm nên ghé thăm, nhân tiện phụ đạo cho cô bé. So với lần gặp nhau trước đó, da rẻ Bạch Băng đã mịn màng hơn, trắng hơn cả tuyết, xinh đẹp lại quyến rũ. Ngô Bình bảo, chị Băng càng ngày càng đẹp. Bạch Băng cười đáp, cảm ơn em. Trò chuyện được một lúc, Bạch Băng chợt nói, chị có chuyện này muốn bàn với em. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Bạch Băng trả lời, dạo trước chị có gặp một đàn chị hiện là trợ giảng ở Đại học Thiên Kinh. Điều kiện của bọn chị cũng ngang nhau, chị ấy đề nghị chị nên thử. Ngô Bình nói, chị Băng muốn dạy ở trường đại học à? Bạch Băng gật đầu, ngành học sau đại học của chị là tài chính và kế toán. Trình độ tài chính kế toán của Đại học Thiên Kinh có liên kết với quốc tế. Chị muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân. Ngô Bình nghĩ ngợi, chị đã giỏi tài chính và kế toán rồi, không cần đến trường nữa, để em giới thiệu công việc cho chị. Bạch Băng cười hỏi, công việc gì thế? Ngô Bình đáp, Thiên Kinh có một đường lâu, em có một số cổ phần ở đó. Nếu chị đồng ý, em có thể giới thiệu chị đến đó làm việc,
đãi ngộ chắc chắn tốt hơn làm trợ giảng ở Đại học Thiên Kinh rất nhiều. Thế à, Bạch Băng ngẫm nghĩ, được, chị sẽ thử. Ngô Bình gọi ngay một cuộc điện thoại, buổi chiều Bạch Băng đã đến Đường Lâu trình diện. Ngô Bình là thiếu tôn, nên Bạch Băng vừa đến Đường Lâu đã trở thành giám đốc tài chính cấp cao nhất. Tuy đây là chuyên ngành của Bạch Băng, nhưng đột nhiên đảm nhiệm chức vụ cao như vậy khiến cô ấy rất căng thẳng. Cô ấy đã ở lại khách sạn của Đường Lâu và tìm hiểu tình hình tài chính của công ty suốt đêm. Tối đó, Ngô Bình nhận được điện thoại của Đường Băng Vân. Cô ấy bảo rằng bảng nhân tiên sắp bắt đầu rồi, hỏi Ngô Bình có tham gia không. Tất nhiên Ngô Bình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi thu xếp cho người nhà xong xuôi, anh để lại Lý Dư và Thần Chiếu, đưa Viêm Dương đến địa tiên giới. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh đi rất thuận lợi, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện ở đường môn. Đường Băng Vân đã đến từ sớm, Ngô Bình vừa đến nơi đã bị cô ấy kéo vào một góc vắng, Đông Tổ và Canh Tổ có xung đột. Ngô Bình sửng sốt, trở mặt nhanh vậy à? Đường Băng Vân khẽ thở dài, theo lý mà nói, bối phận của Đông Tổ cao hơn Canh Tổ, nhưng tu vi của Canh Tổ lại cao hơn một bậc. Mới đầu Canh Tổ còn nhẫn nhịn, nhưng có vẻ Đông Tổ không nghĩ đến cảm nhận của Canh Tổ, lại còn trách cứ Canh Tổ trước mặt mọi người. Thế là Canh Tổ trở mặt, hai bên cãi nhau ầm ĩ. Ngô Bình hỏi, rồi sau đó? Đường Băng Vân đáp, Đông Tổ nổi cơn thịnh nộ, nhưng biết mình không phải đối thủ của Canh Tổ nên đã rời khỏi đường môn, còn bảo là trong vòng 3 năm sẽ trở về và chấn chỉnh lại đường môn. Với tư chất của Đông Tổ, chắc hẳn tu vi sẽ sớm vượt qua được Canh Tổ thôi. Ngô Bình lắc đầu, Đường Chấn Đông, đúng là không làm người ta yên tâm được. Chương 799, Huyền Thiên Chú Lực. Sau đó, Ngô Bình hỏi, Canh Tổ sao rồi? Đường Băng Vân, từ chuyện lần trước, Canh Tổ cũng cảm thấy áp lực, hiện giờ người đang bế quan tu luyện, các trưởng lão sẽ tạm phụ trách việc bên đó. Ngô Bình, thôi, anh với em cũng bớt quan tâm chuyện của đường môn lại, kệ cho mọi thứ phát triển tự nhiên. Khi nào thì bắt đầu đấu nhân tiên bảng? Đường Băng Vân, ngày kia, em đã cho người nộp phí dự thi rồi, ngày mai mình sẽ xuất phát đến kiếm phái Thục Sơn. Ngô Bình sáng mắt lên, cuộc thi nhân tiên bảng diễn ra ở kiếm phái Thục Sơn ư. Đường Băng Vân gật đầu, lần trước thì tổ chức ở ba thế lực lớn nhất của địa tiên giới. Ngô Bình cười nói, hay rồi, anh cũng đang đi tìm sư phụ. Đường Băng Vân, chồng, nếu anh lọt vào top 10 của nhân tiên bảng thì anh định gia nhập môn phái nào? Ngô Bình, đương nhiên là Thục Sơn, sư phụ anh ở đấy thì cũng tiện cho anh hơn. Đường Băng Vân, em lại nghĩ anh nên gia nhập vào một thế lực khác. Ngô Bình tò mò hỏi, tại sao? Đường Băng Vân, ba thế lực lớn gồm Thục Sơn, Thần Chú Môn và Vạn Ma Tông. Ngoài mặt thì Thục Sơn là mạnh nhất, nhưng thật ra nội bộ rất rời rạc, các núi thường xuyên tranh đấu với nhau. Thần Chú Môn có thực lực yếu hơn Thục Sơn, đệ tử cũng không nhiều bằng, nhưng môn chủ là Vạn Chú Tiên Quân có địa vị rất vững chắc, dưới sự lãnh đạo của ông ấy, Thần Chú Môn đang âm thầm vượt qua Thục Sơn rồi. Còn Vạn Ma Tông thì là một thế lực ma đạo nên bỏ qua luôn cũng được. Ngô Bình, ý em là anh nên gia nhập Thần Chú Môn ư? Đường Băng Vân gật đầu, ngoài các lý do ở trên, trong Thần Chú Môn còn có một động thiên thần chú, các đệ tử đều có cơ hội vào đó tìm cơ duyên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, để anh suy nghĩ. Ngô Bình hỏi thăm về tình hình đan dược, Đường Băng Vân cho biết lô đan dược đầu tiên mà anh luyện chế đã bán rất chạy, trong 2 ngày đã hết phèo. Đan dược cũng rất được chào đón trong buổi đấu giá. Các thế lực còn đặt cọc tiền để chờ lô tiếp theo. Nghe thấy thế, Ngô Bình quyết định nếu rảnh thì sẽ luyện chế tiếp. Ngày kia anh sẽ tham gia đấu nhân tiên bảng nên bây giờ anh sẽ tiếp tục đả thông thần khiếu. Địa tiên giới có 5 loại sức mạnh thượng phẩm là Huyền Thiên Chú Lực, Hàn Băng Thần Lực, Hậu Sĩ Nguyên Lực, Hoang Cổ Thánh Lực và Đại La Thiên Lực. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi quyết định chọn Huyền Thiên Chú Lực. Huyền Thiên Chú Lực là một sức mạnh rất kỳ lạ. Khi anh hấp thu nó vào cơ thể thì toàn thân đều nhức nhối, vừa tê vừa ngứa, tính cách cũng nóng nảy, không thể bình tĩnh được. Sao Huyền Thiên Chú Lực này lạ thế nhỉ, Ngô Bình lẩm bẩm, định từ bỏ rồi luyện sức mạnh khác. Nhưng đúng lúc này, căn tu của đạo chủng bắt đầu hấp thu Huyền Thiên Chú Lực trong người anh. Một lát sau, nó rung lên rồi lại nhả ra Huyền Thiên Chú Lực đã được nó thuần hóa. Huyền Thiên Chú Lực cũ như một thanh sắt vặn vẹo, bên trên toàn gai nhọn, khiến không ai có thể lại gần. Nhưng bây giờ nó đã mềm như tơ. Ngô Bình có cảm giác Huyền Thiên Chú Lực mà mình hấp thu là bản thiếu sót, sau khi được đạo chủng sửa đổi thì nó mới hoàn chỉnh hơn. Vì thế, Ngô Bình đã sử dụng Huyền Thiên Chú Lực để đột phá thần khiếu thứ 2,
quá trình sau đó rất thuận lợi. Ngô Bình chỉ mất vài tiếng đã đả thông được thần khiếu. Võ hồn của anh cũng di chuyển đến thần khiếu mới, sau đó hấp thu huyền thiên chú lực ở đó. Người tí hon ngồi trong thần khiếu, nó đã lớn hơn trước. Hồi trước, trông nó như một em bé, còn giờ thì giống một đứa trẻ hơn một tuổi, diện mạo đã rõ ràng hơn. Võ hồn hấp thu càng nhiều huyền thiên chú lực thì làn da của nó càng xuất hiện nhiều phù chú thần bí hơn. Ngô Bình tu luyện quên cả thời gian, khi anh mở mắt ra thì đã là chiều ngày hôm sau. Đường Băng Vân thấy anh xuất quan thì cười hỏi, chồng, anh lại đột phá rồi à? Ngô Bình, anh mở thần khiếu thứ hai rồi, Băng Vân, tối nay đi Thục Sơn hả? Đường Băng Vân gật đầu, em đã chuẩn bị xong hết rồi, còn chờ mỗi anh thôi. Ngô Bình thu dọn qua ít đồ rồi cùng Đường Băng Vân ngồi trên nhân bì bay tới Thục Sơn. Dù bây giờ, Ngô Bình có thể bay lượn, nhưng làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thần niệm, muốn bay lượn thoải mái thì anh phải đột phá lên cảnh giới địa tiên. Tốc độ bay của nhân bì rất nhanh, trước khi trời tối, hai người đã đến một thành phố có tên là Thần Kiếm ở gần Thục Sơn rồi. Địa tiên giới không có quốc gia, xung quanh các thế lực đều có rất nhiều thành phố và huyện. Thần Kiếm là thành phố do kiếm phái Thục Sơn quản lý. Trước cửa ngõ thành phố, dòng người nối nhau đi như mắc cửi. Mọi người đều ăn vận khác nhau, có người mặc đồ cổ đại, người mặc đồ hiện đại. Ngô Bình phát hiện dù là người bình thường nhất thì cũng có thể chất khỏe hơn người ở bên ngoài. Tại địa tiên giới, đến những người không thể tu luyện cũng có thể sống hơn 100 tuổi, thậm chí có người còn thọ đến 200 tuổi. Đến cổng, Đường Băng Vân lấy lộ dẫn ra là hai người được vào luôn. Muốn được đi lại tự do trong phạm vi của Thục Sơn thì phải có lộ dẫn của họ. Vào trong rồi, họ thấy hai bên đường đều là các tòa nhà cổ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Ngoài ra còn có rất nhiều các cửa hàng. Gành hàng rong và tiếng giao hàng mà Ngô Bình chỉ nghe thấy khi còn nhỏ. Ngô Bình cười nói, không ngờ địa tiên giới cũng có cuộc sống thế này. Đường Băng Vân, hầu hết vẫn là người bình thường sống ở đây mà, đâu phải ai cũng có thiên bẩm tu hành đâu. Ngô Bình, Băng Vân, chúng kiếm khách sạn nào để ở đã, xong đi nếm thử xem đồ ăn ở đây thế nào. Đường Băng Vân gật đầu nói, mình cần đi đổi tiền đã. Ngô Bình, đổi tiền gì? Đường Băng Vân cười nói, nếu muốn mua đồ ở đây thì phải dùng tiền đồng, tiền vàng hoặc tinh tệ. Nói rồi, cô ấy dẫn Ngô Bình đến một cửa hàng đổi tiền. Ngô Bình nhìn lên bảng đổi tiền thì thấy một tiền phù có thể đổi được 18 triệu tiền đồng, 100.000 tiền vàng và 1.000 tinh tệ. Đương nhiên cũng có thể đổi ngược lại. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đổi 1.800 tinh tệ và 20.000 tiền vàng. Đổi tiền xong, anh phát hiện tinh tệ được làm từ tinh thạch, chắc chắn rất hiếm. Còn tiền vàng thì được làm từ hợp kim có hàm lượng vàng cao. Có tiền rồi, Ngô Bình chỉ muốn đi mua đồ. Anh đi thẳng tới một quầy bán kẹo, đây là loại kẹo chỉ địa tiên giới mới có, nó được làm từ một loại quả nào đó nên rất ngon. Anh hỏi, ông chủ, kẹo này bán thế nào? Ông chủ khoảng 30 tuổi, để râu, cười nói, cửa hàng tôi có 3 loại kẹo, mùi vị cũng khác nhau nên giá cũng khác, 60 tiền đồng một cân. Ngô Bình, cho tôi mỗi loại một cân. Nói rồi, anh lấy tiền vàng ra trả. Mua kẹo xong, anh và Đường Băng Vân chia nhau ăn rồi đến chỗ khác. Trong ấn tượng của Ngô Bình thì hàng hóa ở đây khá rẻ, ví dụ khách sạn bình dân chỉ có giá 2 đến 3 tiền vàng một đêm, còn nhà hàng thì gọi cả 6, 7 món cũng chỉ hết 2 tiền vàng. Từ đó có thể thấy tiền vàng rất có giá trị. Chương 800, Thần Biến Đan. Sau khi đi khắp nơi rồi mua cả đống đồ linh tinh, Ngô Bình và Đường Băng Vân mới tới một khách sạn bình dân tên là Duyệt Thăng. Khách sạn này cũng khá ổn, có sân riêng, vườn hoa nên thuộc khách sạn cao cấp với giá 30 tiền vàng một đêm. Làm thủ tục xong, Ngô Bình cầm các đồ ăn vặt rồi vừa đi lên phòng vừa hỏi, Băng Vân, có phải các tu sĩ của Viêm Long chỉ cần tiến vào cảnh giới địa tiên thì đều được vào địa tiên giới à? Ngày trước, Triệu Vương Tôn và Đông Phật Tiên Sinh vừa đột phá xong đã đến đây rồi. Ngoài ra Ngô Bình cũng đã gặp không ít tu sĩ địa tiên ở đời sống thường ở đây. Đường Băng Vân, đúng là có quy định này, nhưng quy định là vật chết, con người mới là vật sống. Có các tu sĩ địa tiên sẽ nương nhờ vào các thế lực lớn như Thiên Long, Tiên Viện, Học Viện Võ Đạo, mà thành viên của những nơi này sẽ không phải tuân thủ quy định của địa tiên giới. Ngô Bình trợn tròn mắt, có chuyện đó ư, có người thuộc Thiên Long của anh luôn hả? Đường Băng Vân cười nói, giờ anh đã nắm quyền hành lớn trong tay. Kiểu gì cũng sẽ có nhiều tu sĩ cảnh giới địa tiên đến nhờ vả. Ngô Bình hỏi tiếp, ai đề ra quy định này?
Đường Băng Vân ngẫm nghĩ rồi nói, em nghe Canh Tổ kể có một vị cao thủ đỉnh cấp của địa tiên giới đã đề ra quy định này vào hơn 3.000 năm trước. Tu vi của người này cao lắm, từng áp đảo cả ba thế lực lớn mà. Về sau, vị cao nhân ấy đã rời khỏi Di. Dù người đó không còn ở đây, nhưng tông phái mà người ấy từng lập ra vẫn còn, và tới nay mọi người vẫn phải tuân thủ quy định của ông ấy. Ngô Bình, lợi hại thế cơ à? Ông ấy tên là gì? Đường Băng Vân lắc đầu, không được nhắc đến tên của ông ấy đâu, vì ông ấy sẽ nổi giận. Ngô Bình cau mày, anh cảm thấy người này phải có tu vi trên cảnh giới thiên tiên. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì đến một quán trà, có người đang đàn hát ở đây, chất giọng rất tang thương. Ngô Bình gọi một ấm trà rồi vừa uống vừa nghe hát. Đúng lúc này, chợt có người ngồi bàn bên cạnh nói, nghe tin gì chưa? Tứ Hải Các vừa nhập một lô đan dược của Đan Đỉnh Môn, chiều nay sẽ bán đấu giá, ngưỡng mộ các tu sĩ giàu thật đấy, có thể mua được các đan dược cần dùng. Thôi đừng nghĩ nữa, dù đan dược của Đan Đỉnh Môn có chất lượng tốt thật đấy, nhưng giá cao ngất, mỗi viên cũng phải vài chục nghìn tinh tệ, sao mà chúng ta mua nổi? Chúng ta không mua được thì đến xem cho vui, nghe nói chiều nay Tứ Hải Các sẽ cho đấu giá nhiều món hay ho lắm đấy. Nghe thấy thế, Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, đan dược của Đường Môn bán đấu giá kiểu gì? Đường Băng Vân, thường đều giao cho các cửa hàng như Tứ Hải Các bán, mình sẽ trích 20% tổng lượng tiền bán được để trả thù lao cho họ. Ngô Bình, Tứ Hải Các có đáng tin không? Đường Băng Vân, đứng sau họ là Thục Sơn, chắc cũng được. Ngô Bình cười nói, mình đến hiệu thuốc xem đi. Hai người rời khỏi quán trà, SS đi tới hai hiệu thuốc ở thành Thần Kiếm. Dược liệu ở đây đều rất đắt, vì người có thể mua được đều là tu sĩ. Ngô Bình, anh đã lấy được 13 phương pháp luyện đan trong cái lò luyện vớt từ dưới sống lên, để anh xem có mua được dược liệu nào không, lát sẽ luyện vài lò. Đường Băng Vân hỏi, chồng, anh định luyện đan dược gì? Ngô Bình, cảnh giới địa tiên có 4 giai đoạn là linh biến, thần hóa, động tàng và đoạt thiên. Ở cảnh giới này có nhiều tu sĩ ở giai đoạn linh biến nhất, thần hóa thì cực ít, vì khó ngưng kết nguyên anh được. Giai đoạn thần hóa có băm cảnh giới nhỏ là thần cung, kết thai, anh biến, lôi kiếp và thần hóa. Năm cảnh giới này thì có kết thai và anh biến là khó nhất, lôi kiếp thì nguy hiểm nhất. Sau 3 lần lôi kiếp thì nguyên anh thần hóa, từ đó có thể ngao du khắp vũ trụ rồi. Người xưa đã dựa vào nhiều các nghiên cứu về đan dược khác nhau để tạo ra ngưng thai đan cho cảnh giới kết thai. Anh biến đan cho cảnh giới anh biến, tiểu lôi kiếp đan và đại lôi kiếp đan cho cảnh giới lôi kiếp. Nói rồi, hai người lại vào một hiệu thuốc khác, Ngô Bình mua một lúc hơn 100 loại dược liệu, tốn 56 tiền vàng và hơn 1.000 tinh tệ. Mua xong, hai người quay về khách sạn. Đường Băng Vân chờ mong hỏi, chồng, anh mua nhiều dược liệu thế này thì định luyện chế đan dược nào? Ngô Bình cười nói, chỗ dược liệu này có thể luyện chế hai loại đan dược là ngưng thai đan và thần biến đan. Trong giai đoạn linh biến của cảnh giới địa tiên có 5 tầng cảnh giới nhỏ là nguyên thành, thuần dương, thần biến, hóa thân và linh biến. Thần biến đan có thể giúp tu sĩ đột phá lên thần biến. Sau khi đột phá thần biến, nguyên thần sẽ có thêm nhiều khả năng, từ đó các tu sĩ ở cảnh giới này sẽ được gọi là chân nhân. Đường Băng Vân cười nói, em thấy háo hức quá. Hai người đi vào phòng, Ngô Bình lấy lò luyện đan ra rồi bắt đầu luyện chế thần biến đan. Lò này anh dùng một chủ dược có tên hoa tử ma trong không gian hắc thiên, đan dược còn lại thì đều là mới mua. Anh tập trung luyện đan, lò thứ nhất có 3 viên đan dược nhị phẩm, lò thứ hai có 3 viên đan dược nhất phẩm. Lúc này, buổi đấu giá sắp diễn ra nên Ngô Bình không kịp luyện chế ngưng thai đan nữa, mà kéo Đường Băng Vân đến Tứ Hải Các luôn. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm của thành Thần Kiếm. Cổng ngay ngã tư, đường phố rộng rãi. Buổi đấu giá diễn ra tại một quảng trường rộng lớn. Ngô Bình nhìn trái ngó phải để tìm trưởng quỹ, sau đó chắp tay nói, chào trưởng quỹ. Trưởng quỹ là một người đàn ông mập mạp, ông ấy cũng cười chào lại anh, quý khách cũng đến tham gia buổi đấu giá ư. Ngô Bình, tôi có một viên thần biến đan, không biết có thể bán đấu giá được không? Trưởng quỹ ngẩn ra, thần biến đan ư, không nhiều thầy luyện đan luyện chế được đan dược này đâu. Không biết là đan dược mấy phẩm. Ngô Bình, nhị phẩm. Trưởng quý chố mắt, nhị phẩm. Vậy thì càng hiếm, mời đi theo tôi. Ngô Bình được mời vào một phòng nhỏ, trưởng quý cười nói, cho tôi xem đan dược được không. Ngô Bình lấy một hộp ngọc rồi mở ra, bên trong có một viên thần biến đan nhị phẩm. Trưởng quý ngửi xong rồi quan sát, sau đó mới mỉm cười gật đầu, chắc là thần biến đan thật, chất lượng cũng tốt.
nhưng tôi không biết phân biệt đan dược, xin hai vị chờ một lát. Ông ấy vẫy tay gọi người đến nói, mời ông Minh đến đây. Người đó chạy đi ngay, không lâu sau đã có một ông lão tóc đen râu đen, dáng người cao gầy đi tới. Ông lão hỏi, đan dược gì mà bắt tôi phải đến kiểm tra thế này? Trưởng quỹ cười nói, ông Hồ, là thần biến đan nhị phẩm. Tôi không rành lắm nên phiền ông xem hộ. Ông lão cầm viên đan dược lên ngửi rồi sáng mắt lên, sau đó quan sát thật kỹ mới nói, đúng là thần biến đan nhị phẩm, không biết cậu bạn lấy ở đâu vậy? Ngô Bình, tôi tình cờ mua được, xin hỏi nếu tứ hải các bán đấu giá thì có thể bán được bao nhiêu? Ông Hồ trầm ngâm rồi nói, đan dược nhị phẩm rất hiếm, đã thế còn là thần biến đan. Tôi đoán giá của nó ít sẽ không dưới 200 tiền bùa. Nếu may thì sẽ bán được hơn 300. Ngô Bình rất ngạc nhiên, một viên đan dược mà có giá trị vậy sao? Chương 801, biến đồ bỏ đi thành bảo bối. Trưởng quỹ cười nói, đúng thế, ai mua được viên đan dược này sẽ trở thành chân nhân, 300 cũng đáng lắm. Ngô Bình, tôi có 3 viên đan dược như thế này, tôi sẽ mang bán đấu giá hết. Trưởng quỹ sáng mắt lên, 3 viên ư, tốt quá, lần này sẽ bán đấu giá 1 viên trước, 2 viên còn lại tôi sẽ bán đấu giá theo giá của viên thứ nhất để trả tiền cho cậu. Nếu lần đấu giá sau được giá cao hơn thì tôi sẽ trả cậu thêm. Ngô Bình gật đầu đồng ý, sau đó hai bên ký giấy thỏa thuận, Ngô Bình đưa cho họ 3 viên thần biến đan rồi chờ buổi đấu giá diễn ra. Đã đến giờ bắt đầu đấu giá, người dẫn chương trình đứng trên một sân khấu hình tròn sau đó giới thiệu từng món đồ một, tiếp theo để người bên dưới tiến hành đấu giá. Vì là buổi đấu giá ngoài trời nên có rất nhiều người đến tham gia, đương nhiên hầu hết chỉ đến xem mà thôi. Mấy món đầu, Ngô Bình không hề thấy hứng thú. Cho tới món thứ 7, anh mới để ý, nhưng cuối cùng vẫn không tham gia. Cuối cùng, người dẫn chương trình cười nói, thưa các vị, sau đây chúng ta sẽ đấu giá đan dược nguyên thần đan của Đan Đỉnh Môn. Một viên đan dược xuất hiện, nó được để trong một chiếc hộp ngọc. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy đó là một viên đan dược tam phẩm. Hiệu quả của nguyên thần đan khá giống với hồn đan do anh luyện chế, đều giúp nguyên thần mạnh hơn. Với anh mà nói thì loại đan dược này rất hữu dụng. Giá khởi điểm của viên đan dược này là 50 tiền bùa, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 5 tiền bùa, người dẫn chương trình nói. Phiên đấu giá bắt đầu, giá được đẩy lên nhanh chóng, từ 50 tiền bùa đã thành 80 tiền bùa. Ngô Bình nói với Đường Băng Vân, đan dược vớ vẩn thế này mà họ cũng mang ra đấu giá được. Đường Băng Vân hỏi, nó không tốt hả anh? Ngô Bình, ừ, có lẫn rất nhiều tạp chất và tác dụng phụ, miễn cưỡng được xếp vào hàng tam phẩm thôi. Đường Băng Vân, nếu là nguyên thần đan nhị phẩm thì may ra bán được 100 tiền bùa. Ngô Bình, cấp bậc của đan dược dựa vào sự lẫn tạp chất và tác dụng phụ nhiều hay ít cùng tác dụng của đan dược. Ví dụ như viên nguyên thần đan này, dược lực chính của nó là dưỡng nguyên thần, tiếp theo là giảm tỷ lệ nguyên thần nhập ma. Nếu là đan dược nhị phẩm thì sẽ có thêm một tác dụng bổ trợ và thanh lọc nữa. Nếu là đan dược nhất phẩm thì tăng thêm 3 loại dược lực bổ trợ, đôi khi dược lực bổ trợ còn hiếm hơn cả dược lực chính, vì thế giới luyện đan mới có một câu là đan dược chênh nhau một cấp, giá chênh lệch rất nhiều. Đường Băng Vân, ra vậy. Sau đó phiên đấu giá đã bán được mấy viên đan dược với giá khá cao. Mãi mới tới đan dược của Ngô Bình, người dẫn chương trình nói, đây là thần biến đan phát hiện ở Động Tiên. Nó được giữ gìn rất tốt nên dược lực vẫn còn nguyên vẹn, cấp bậc của nó là trên nhị phẩm. Mọi người đều biết rồi, cảnh giới thần biến là bước tiến quan trọng nhất trong giai đoạn linh biến. Uống viên đan dược này vào là có thể giảm các vấn đề trong quá trình thần biến, tránh được các tác nhân gây hại. Mọi người bên dưới ồ lên, một viên đan dược trên cấp nhị phẩm, đúng là hiếm có. Có người hỏi, giá khởi điểm bao nhiêu vậy? Người dẫn chương trình cười đáp, 180 tiền bùa. Mỗi lần tăng giá ít nhất là 20. Tôi mua 200, 220. Mọi người cạnh tranh gay gắt, loáng cái giá của viên đan dược đã được đẩy lên thành 400, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 420, một giọng nói già nua vang lên. Ngô Bình nhìn thì thấy là một ông lão, đứng cạnh ông lão là một cậu thiếu niên. Tu vi của ông lão rất cao, là một cao thủ cảnh giới linh biến. Còn cậu thiếu niên kia có thái độ rất cung kính như người hầu. 440, có người tranh tiếp. 460, ông lão bình tĩnh lên tiếng. Cuối cùng, ông lão đã mua được thần biến đan của Ngô Bình với giá 460 tiền bùa. Sau vài món đồ nữa, cuối cùng đã có thứ có thể thu hút sự chú ý của Ngô Bình. Đó là một quả hồ lô màu vàng,
ngoài mặt khắc các đường vân kỳ diệu. Người dẫn chương trình cười nói, thưa các vị, đây là hồ lô trong một phủ tiên nào đó, bên trong có 12 viên đan dược. Nhưng do đã tồn tại từ lâu nên chúng đã mất nhiều dược lực, song dược lực còn lại vẫn rất có giá trị. Cái gì, đan dược hết hạn rồi mà vẫn mang ra bán à? Ai thèm mua chứ? Nghe nói đan dược hết hạn có nhiều tác dụng phụ ghê lắm, còn độc hơn thuốc độc đấy. Mọi người bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình bình tĩnh nói, giá khởi điểm là 200 tiền bùa, mỗi lần tăng giá ít nhất 20. Ngô Bình nhìn xuyên qua quả hồ lô thì thấy đan dược bên trong như mắt bò và có màu vàng, bên ngoài có 3 tầng sáng bao phủ. Ngô Bình, tam tài đan ư. Ngô Bình quan sát thêm một lúc thì thấy dược lực của chúng còn tầm 60%, nhưng đã quá hạn sử dụng nên không thể uống được, thế là phế đan rồi. Thường thì các viên phế đan sẽ không có giá trị gì với các thầy luyện đan nữa, nhưng với dược sư thì họ vẫn có thể rút dược tính bên trong chúng ra. Vì thế, Ngô Bình đã giơ bảng lên khi không ai thèm trả giá cho quả hồ lô này cả, 200. Người dẫn chương trình, 200 lần thứ nhất, 200 lần thứ hai, 200 lần thứ ba, chốt. Mua quả hồ lô có phế đan xong, Ngô Bình không thấy còn thứ gì hay nữa. Anh chỉ mất 200 mua quả hồ lô, nên vẫn còn dư 1042 tiền bùa. Ngô Bình cầm tiền rồi ra về với đường Băng Vân. Rời khỏi Tứ Hải Các, Ngô Bình đi vào một hiệu thuốc có tên Bách Thảo Đường ở đối diện, ở đây có nhiều dược liệu hơn hiệu thuốc anh từng vào, hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn. Lần này, anh mua các dược liệu để luyện chế nguyên thần đan và anh biến đan. Nguyên liệu để luyện chế anh biến đan khá đắt nên đã ngốn của Ngô Bình 750 tiền bùa. Khi hai người về khách sạn thì đã khá muộn, Ngô Bình lấy quả hồ lô rồi đổ tam tài đan ở bên trong ra. Sau đó, anh lấy tiên đỉnh rồi rút hết dược tính còn lại trong đan dược. Đây là một trong các kỹ năng cần có của dược sư, nhưng Ngô Bình chưa từng làm nên vừa học vừa mò mẫm thử. Anh rút được 42 loại dược tính trong viên đan dược thứ nhất, sau đó cất nó vào trong túi thuốc. Sang đến viên thứ hai thì anh đã có kinh nghiệm nên rút được 47 loại dược tính. Tới viên thứ năm, anh đã có thể rút 56 loại dược tính. Rút dược tính của 12 viên đan dược xong, Ngô Bình mới phát hiện trong các dược tính này có một phần dùng để luyện chế nhân vương đan. Có thể dùng chúng để luyện chế nhân vương đan không nhỉ, Ngô Bình lẩm bẩm. Tam tài là chỉ thiên, địa và nhân. Tam tài đan là một loại đan dược cấp cao, dù dược lực đã mất đi nhiều, nhưng dược tính của nó vẫn còn nhiều. Thật ra có 3 loại nhân vương đan là đại hiền đan, chiến thần đan và nhân vương đan. Ngô Bình đã có đủ dược liệu để luyện 2 loại đầu, còn loại cuối thì chưa. Hôm nay cứ luyện chế đại hiền đan và chiến thần đan trước vậy, Ngô Bình thầm nghĩ. Chương 802, đại hiền đan vương phẩm. Ngô Bình hô lên một tiếng rồi đập tay vào cái tiên đỉnh, một luồng sáng bay ra rồi bị thần niệm của anh cố định. Sau đó, anh cho linh quang vào lò luyện, rồi thêm vào tiếp các dược liệu, bắt đầu luyện chế đại hiền đan. Ánh sáng này chính là các dược tính mà Ngô Bình rút được, chúng hòa trộn với các dược liệu để sinh ra phản ứng. Vì không phải quá trình luyện đan chính thống nên khác hẳn với lúc trước, Ngô Bình rất cẩn thận, vì sợ xảy ra vấn đề. Sau khi cho dược tính thứ nhất vào đan dịch, anh lại lấy dược tính thứ hai trong tiên đỉnh ra rồi bỏ vào tiếp, sau đó lại cho thêm dược liệu. Quá trình luyện chế kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Ngô Bình đã cho hết dược liệu vào. Cuối cùng, lò luyện đan vang lên tiếng ủng ục. Đây là âm thanh khi chuẩn bị thành đan trong quá trình luyện chế một loại đan dược cao cấp, nó được gọi là đan minh. Ngô Bình không ngờ đại hiền đan mà mình luyện chế lại phát ra đan minh, điều này có nghĩa là viên đan dược này của anh rất lợi hại. Gần 20 phút sau, tiếng đan minh đã vang lên có quy luật hơn, giống như có người đang gõ nhịp trên lò luyện, nghe rất vui tai. Ngô Bình sáng mắt lên, chờ thời cơ tới, anh vỗ vào lò luyện để mở nắp lò, một luồng khí bay lên cao. Anh nhanh chóng giơ tay kết 6 loại thủ ấn thì mới cố định được luồng khí ấy. Sau đó nó đã kết thành một viên đan dược to như mắt rồng. Viên đan dược này thoạt nhìn rất bình thường như một quả cầu đá, nhưng Ngô Bình biết nó rất phi thường. Luyện thành viên đan dược này xong thì Ngô Bình cũng mệt lử, anh về giường nằm lên đùi đường Băng Vân rồi nói, mệt chết đi được, Băng Vân, massage cho anh đi. Đường Băng Vân ấn huyệt thái dương cho anh rồi nói, chồng, anh vất vả luyện chế lâu thế, đã ra được đan dược gì rồi? Ngô Bình cười nói, đại hiền đan một loại đan dược rất oách đấy, nó là cấp phương phẩm. Đây là lần đầu tiên, Ngô Bình luyện chế được đan dược cấp phương phẩm, thật chẳng dễ dàng gì. Trong quá trình luyện chế, có mấy lần anh bị cuống,
không thể bình tĩnh nên suýt đã thất bại. Nếu không nhờ thánh tâm và anh đã tu luyện như Lai Thần Tàng Kinh đến viên mãn thì đã thất bại thật rồi. Luyện đan cũng giống như tu hành, không có thánh tâm kiên định thì cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma, càng về sau càng rõ ràng. Có nhiều tiên đan, thần đan chứa sẵn ma ý tàn niệm, nếu không có thánh tâm mạnh mẽ để trấn áp thì sẽ bị nhầm đường lạc lối. Ngô Bình vừa nằm nghỉ một lát thì mở mắt, có người đến. Ngay sau đó, đã có hai cái bóng chui qua khe cửa vào nhà. Chúng bám sát mặt đất và có màu đen kịt. Bóng đen vừa xuất hiện, Ngô Bình đã đội tỉnh thế thần đăng lên đầu, ánh sáng tỏa ra, hai cái bóng đó lập tức co lại rồi phát ra tiếng kêu đau đớn rồi bốc khói. Ngô Bình nhìn một cái bóng rồi cười lạnh nói, ma ảnh tà công. Không ngờ trên đời vẫn còn người thi triển được tà công này, nhưng xui cho các người là gặp phải tôi rồi. Ma ảnh tà công là một môn công pháp rất xấu, nó luyện nguyên thần của một người thành bóng ma bằng tà thuật. Bóng ma này rất nhanh, nó chui dưới chân người rồi hấp thu tinh khí của người đó cho tới chết. Người bị hại càng nhiều thì nó càng khỏe. Nhưng nó cũng có khắc tính, đó là những thứ như tịnh thế thần đăng của Ngô Bình, bị thứ này chiếu một cái là chúng đứng im ngay. Tiểu tử, cất cái đèn ấy đi ngay, không tao sẽ cho mày chết không toàn thây, nó gào lên. Ngô Bình cười lạnh, cho tao chết không toàn thây ư. Cả đời mày mới luyện được hai môn tà công chứ mấy. Bóng ma mà mờ thì mày sẽ bị phản phệ, 10 phần công lực chỉ còn lại một, hơn nữa nếu không bế quan ngay thì sẽ hồn bay phách tán, thế mà cũng đòi lên giọng với tao ư. Cái bóng kia vừa nghe đã biết gặp cao thủ, nó hoảng loạn nói, cậu bạn, tôi không có ác ý đâu, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình, tha cho mày cũng được thôi, đưa 3.000 tiền bùa đây rồi tao tha cho. Cái bóng thấy sắp không cầm cự được dưới ánh đèn thì nói ngay, tôi sẽ đến ngay. Rõ ràng người này đang ở gần đây, 10 phút sau đã có giọng nói vọng từ ngoài sân vào. Cậu bạn, tôi đến rồi, xin nương tay, người đó nói. Ngô Bình lẩm bẩm, Viêm Dương. Viêm Dương bay vèo ra, ngay sau đó dưới sân có một tiếng ngự vang lên, Viêm Dương đã chế ngự người kia. Bấy giờ, Ngô Bình mới yên tâm, sau đó lấy tiểu Tây Thiên Ấn chùm lên bóng ma. Bóng ma la hét thảm thiết rồi biến mất, sau đó anh chụp cái ấn lên bóng ma còn lại. Hai bóng ma đều biến mất, còn ngoài sân thì vang lên tiếng gào thét đau đớn. Ngô Bình mở cửa đi ra ngoài thì thấy có một người đàn ông mặc đồ màu xám nằm dưới đất, người hắn đang bị Viêm Dương quấn chặt. Mặt hắn nhem nhuốc, 7 lỗ đều chảy máu, đôi mắt vô hồn như đã chết. Ngô Bình lục tìm trên người hắn thì tìm thấy một túi tiền bùa, bên trong có khoảng 3.000, ngoài ra không còn gì khác nữa. Mang ra ngoài giết đi, Ngô Bình cất tiền đi rồi nói. Viêm Dương mang người đó ra ngoài rồi trở lại ngay, thượng tiên, tôi đã giết hắn rồi. Ngô Bình gật đầu, Đường Băng Vân hỏi, chồng, ai thế? Ngô Bình, lúc ở nơi đấu giá, người này cứ nhìn anh chằm chằm. Anh mặc kệ rồi bảo Viêm Dương đề phòng. Không ngờ hắn theo mình về tận đây, sau đó ra tay vào sáng sớm. Đường Băng Vân sợ hãi, hắn định giết người cướp của ư. Ngô Bình gật đầu, hắn đã làm chuyện này nhiều lần rồi, em nhìn uy lực của hai bóng ma ấy xem, ít nhất hắn cũng đã giết vài trăm người rồi đấy. Anh nói tiếp, đi thôi, không ở lại đây được nữa đâu. Đường Băng Vân không nhiều lời mà cùng ngồi lên nhân bì với Ngô Bình bay ra ngoài. Đã có một người đến tấn công họ thì kiểu gì cũng có người thứ hai, thứ ba nên an toàn là trên hết. Hai người bay ra ngoài thành rồi vào một hang núi nghỉ tạm. Hang động này rất khô ráo. Ngô Bình lấy thảm trải xuống đất rồi vẩy thêm ít hương. Đường Băng Vân ngồi trên đùi anh rồi giơ tay ôm cổ anh cứ luyện đan rồi mang đi bán thế này, mấy mà mình giàu to. Ngô Bình, thực lực của mình còn yếu nên đừng lộ khả năng với người ngoài, vì thế thi thoảng mới luyện đan mang đi bán thôi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Ngô Bình bắt đầu không an phận mà chui vào trong áo quần của Đường Băng Vân, cô ấy đỏ mặt rồi cất giọng nỉ non. Ngô Bình chợt nhớ ra gì đó rồi lấy chiếc nhẫn hàn băng ra, sau đó đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Trong chiếc nhẫn này có một thanh loan đao, 8 tiên phù và một cái ống. Trong ống có rất nhiều cái châm nhỏ sắc nhọn, ngoài ra còn có 2 bình đan dược và một quả hồ lô. Ngô Bình mở quả hồ lô ra thì thấy có 24 quả bom to như viên chấu có chưa hàn băng trăm triệu năm. Trước đó, người phụ nữ tặng anh chiếc nhẫn này đã truyền cho anh cách sử dụng của các món đồ. Chương 803, thần lực đáng kinh ngạc. Viên châu này có tên là đan châu băng bạo, uy lực có thể làm đông cứng cao thủ giai đoạn thần hóa. Khi sử dụng, chỉ cần ném vào đối thủ là xong. Ngô Bình lấy 10 quả bom ra,
số còn lại thì cất vào trong nhẫn. Sau đó, anh lại lấy cái ống châm băng ra nói, băng vân, đây là băng phách thần quang châm. Uy lực của nó rất mạnh, 3 cây châm có thể làm đông cứng chân nhân, 9 cây châm trở lên có thể làm đông cứng chân quân, giờ anh sẽ dạy em cách sử dụng nhé. Đường băng vân vui vẻ học theo Ngô Bình ngay, cô ấy rất thông minh nên đã học được nhanh chóng. Ngô Bình lại truyền cách sử dụng đan châu băng bạo và tiên phù cho cô ấy. Trong số các tiên phù thì có 4 lá bùa băng bạo, một khi thi triển sẽ điều động một lượng băng lớn khiến mọi sinh vật trong phạm vi 10 cây số đều bị đông cứng. Tu sĩ dưới cảnh giới chân quân đều không chịu được uy lực của nó, ngay đến chân quân cũng không thể nhúc nhích trong thời gian ngắn. Ngoài ra còn có bùa băng nhẫn sát, khi thi triển sẽ phóng ra 3.000 đao băng vào mục tiêu. Các đao băng này đều là hàn băng trăm triệu năm nên có thể hạ được tất cả các cao thủ dưới cảnh giới thiên tiên. Ngô Bình giữ lại 1.000 băng phách thần quang châm, 2 lá bùa băng nhẫn sát và 2 lá bùa băng bạo, còn lại thì cất hết vào trong nhẫn. Anh cũng đã xem 2 bình đan dược rồi, chúng gồm 3 viên băng cơ ngọc cốt đan, 1 loại thánh đan luyện hình và 2 viên băng phách thánh thần đan, là đan dược luyện thần. Mỗi loại anh giữ lại 1 viên, còn đâu thì cất hết. Cuối cùng, anh thử thanh loan đao, bên trong có trận pháp hàn băng, khi sử dụng sẽ làm đóng băng kẻ thù. Đây là một món bảo bối nên Ngô Bình cũng cho vào nhẫn. Sau đó, anh đeo chiếc nhẫn lên tay Đường Băng Vân rồi cười nói, Băng Vân, đây coi như nhẫn đính hôn của anh dành cho em có đồng ý không? Đường Băng Vân mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Ngô Bình, em đồng ý. Ngô Bình, em nhớ giữ gìn cẩn thận, nếu bị ai nhìn thấy thì đén đường Thái Canh cũng không giúp lấy lại được đâu. Đường Băng Vân gật đầu, em nhớ rồi. Sau đó, hai người ân ái đến khi trời sáng. Mặt trời lên cao, cả hai mới chính thức đến kiếm phái Thục Sơn để tham gia đấu nhân tiên bảng. Cửa môn phái sừng sững, được làm bằng ngọc và cao hơn 200 mét. Thật ra, Ngô Bình đã từng đến đây một lần, khi ấy anh mạo danh đệ tử của môn phái và giết một vị trưởng lão của Thiên Long. Vị trưởng lão ấy chết rồi, không biết Thục Sơn đã biết chưa? Các đệ tử của Thục Sơn đang bày bàn ghế ở trước cửa, người đến tham gia sẽ đăng ký. Cạnh đó có một cái bảng gỗ. Bên trên ghi chi tiết quy trình đăng ký. Đầu tiên, tu sĩ tham gia dự thi sẽ phải nộp lệ phí là 10 tờ tiền bùa. Sau đó sẽ tiến hành 3 bước kiểm tra, nếu không qua được thì sẽ không được dự thi. Sau vòng kiểm tra sẽ được lấy số thứ tự rồi được phân vào từng khu chờ chia nhóm. Tất cả những người tham gia đều sẽ được phân vào các nhóm nhỏ sẽ thi với nhau rồi chọn ra 5 người đứng đầu mỗi nhóm sẽ vào vòng cuối. Tiếp đó sẽ là đấu lôi đài, ở đây có 10 lôi đài. Mọi người tự lựa chọn. Một tu sĩ lên lôi đài rồi, mỗi phút trụ được sẽ được cộng thêm 1 điểm. Hoặc mỗi khi đánh bại một người khiêu chiến sẽ được cộng 3 điểm. Cuối cùng, tất cả các tu sĩ đấu lôi đài còn trụ lại sẽ được tính tổng điểm và chọn ra 100 người để ghi lên nhân tiên bảng. Ngô Bình nộp tiền rồi đăng ký, Đường Băng Vân đi cùng nên cũng được vào trong. Sau đó Ngô Bình cùng những người khác được một đệ tử của Thục Sơn dẫn vào nơi tiến hành 3 vòng kiểm tra. Địa điểm kiểm tra ở dưới chân một đỉnh núi, ở đây có một dụng cụ kiểm tra ngoài trời. Một đệ tử Thục Sơn bước ra giải thích, mọi người chú ý, có 3 vòng kiểm tra là sức mạnh, phản ứng và võ nghệ. Tất cả những ai vượt qua cả 3 vòng thì mới được đi tiếp. Rồi, mọi người nhớ số của mình đấy, giờ tôi bắt đầu gọi tên. Số 177. Một người tiến lên rồi đi tới gần giếng, bên dưới có một sợi xích lớn, đầu bên dưới buộc vào một cột sắt khổng lồ. Người đó bắt đầu kéo sợi xích lên, nhưng chỉ được một chút, đệ tử Thục Sơn lạnh giọng nói, loại, tiếp theo đến số 17. Bắt đầu có người thì thầm to nhỏ, thì ra ít nhất phải kéo sợi xích lên được hơn 1 mét thì mới thông qua. Nếu kéo lên cao hơn thì có thể được cộng điểm vào vòng đấu lôi đài. Liên tục có 7 người lên mà không ai kéo được quá 1 mét, cùng lắm chỉ gần 1 mét. Đệ tử kia giải thích, càng kéo sợi xích lên cao thì nó sẽ càng nặng. Mãi đến người thứ 11 thì mới kéo được 1,5 mét và vào luôn vòng 2 là kiểm tra phản ứng. Có 3 đệ tử của Thục Sơn tham gia vào vòng này, họ cầm kiếm trúc rồi, mũi kiếm thấm phẩm màu, họ sẽ tấn công người dự thi trong 5 hơi thở. Nếu trong khoảng thời gian này, người dự thi bị đánh trúng dưới 10 lần thì sẽ qua vòng. Còn nếu bị đánh trúng dưới 3 lần thì sẽ được cộng điểm cho vòng sau. Tiếc cho người vừa qua vòng 1 đã thất bại ngay ở vòng này. Ngay thì vòng thi bắt đầu. 4 thanh kiếm trúc đã chặn mọi lối đi của người đó nên anh ta đã chung 30 đòn trong 5 hơi thở. Đến người thứ 15 thì mới qua được vòng này và vào vòng 3.
Vòng kiểm tra thứ ba là đấu với một kiếm khối, nó sẽ thi triển một bộ kiếm pháp của Thục Sơn. Nếu tiếp được dưới 30 chiêu thì qua vòng, còn dưới thì 20 chiêu thì được cộng điểm. Ngô Bình đứng số 205 nên phải chờ thêm một lát. Trước anh chỉ mới có một tu sĩ qua vòng kiểm tra, đủ thấy ba vòng này khó tới mức nào. Nghe thấy số báo danh của Ngô Bình, Đường Băng Vân khẽ nói, chồng cố lên nhé. Ngô Bình mỉm cười rồi đi tới giếng, anh dùng hai tay kéo nhẹ sợi xích lên được gần 1 mét. Đúng là sau đó, sợi xích đã nặng hơn thật, Ngô Bình tiếp tục kéo thì được hơn 1 mét, 1 mét rưỡi và cuối cùng là 3 mét. Mọi người xung quanh hoan hô với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngô Bình chưa dừng lại mà vẫn kéo sợi xích tiếp. Anh đã kéo được hơn 3 mét. Đệ tử Thục Sơn sáng mắt lên đếm, 3 mét 1, 3 mét rưỡi, 4 mét. Khi Ngô Bình kéo đến 4 mét 2 thì anh cảm giác không thể kéo thêm được nữa, cả năm linh khiếu cùng rung lên, Ngô Bình hét to rồi cố kéo lên 4 mét rưỡi. Đệ tử Thục Sơn chấn động hô tốt, 4 mét rưỡi, cộng 55 điểm. Mọi người đều bùng nổ rồi bàn tán xôn xao. Trời ơi, 4 mét rưỡi, sao khỏe thế không biết. Vậy là cậu ta mạnh hơn tôi 40 lần à? Khủng khiếp quá. Người khác thở dài nói, người này bét cũng phải có thần lực 200.000 cân. Chương 804, thần lực đáng kinh ngạc. Viên châu này có tên là Đan Châu Băng Bạo, uy lực có thể làm đông cứng cao thủ giai đoạn thần hóa. Khi sử dụng, chỉ cần ném vào đối thủ là xong. Ngô Bình lấy 10 quả bom ra, số còn lại thì cất vào trong nhẫn. Sau đó, anh lại lấy cái ống châm băng ra nói, Băng Vân, đây là băng phách thần quang châm. Uy lực của nó rất mạnh, 3 cây châm có thể làm đông cứng chân nhân, 9 cây châm trở lên có thể làm đông cứng chân quân, giờ anh sẽ dạy em cách sử dụng nhé. Đường Băng Vân vui vẻ học theo Ngô Bình ngay, cô ấy rất thông minh nên đã học được nhanh chóng. Ngô Bình lại truyền cách sử dụng Đan Châu Băng Bạo và Tiên Phù cho cô ấy. Trong số các tiên phù thì có 4 lá bùa băng bạo, một khi thi triển sẽ điều động một lượng băng lớn khiến mọi sinh vật trong phạm vi 10 cây số đều bị đông cứng. Tu sĩ dưới cảnh giới chân quân đều không chịu được uy lực của nó, ngay đến chân quân cũng không thể nhúc nhích trong thời gian ngắn. Ngoài ra còn có bùa băng nhẫn sát, khi thi triển sẽ phóng ra 3.000 đao băng vào mục tiêu. Các đao băng này đều là hàn băng trăm triệu năm nên có thể hạ được tất cả các cao thủ dưới cảnh giới thiên tiên. Ngô Bình giữ lại 1.000 băng phách thần quang châm, 2 lá bùa băng nhẫn sát và 2 lá bùa băng bạo, còn lại thì cất hết vào trong nhẫn. Anh cũng đã xem 2 bình đan dược rồi, chúng gồm 3 viên băng cơ ngọc cốt đan, 1 loại thánh đan luyện hình và 2 viên băng phách thánh thần đan, là đan dược luyện thần. Mỗi loại anh giữ lại 1 viên, còn đâu thì cất hết. Cuối cùng, anh thử thanh loan đao, bên trong có trận pháp hàn băng, khi sử dụng sẽ làm đóng băng kẻ thù. Đây là một món bảo bối nên Ngô Bình cũng cho vào nhẫn. Sau đó, anh đeo chiếc nhẫn lên tay Đường Băng Vân rồi cười nói, Băng Vân, đây coi như nhẫn đính hôn của anh dành cho em có đồng ý không? Đường Băng Vân mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Ngô Bình, em đồng ý. Ngô Bình, em nhớ giữ gìn cẩn thận, nếu bị ai nhìn thấy thì đén đường Thái Canh cũng không giúp lấy lại được đâu. Đường Băng Vân gật đầu, em nhớ rồi. Sau đó, hai người ân ái đến khi trời sáng. Mặt trời lên cao, cả hai mới chính thức đến kiếm phái Thục Sơn để tham gia đấu nhân tiên bảng. Cửa môn phái sừng sững, được làm bằng ngọc và cao hơn 200 mét. Thật ra, Ngô Bình đã từng đến đây một lần, khi ấy anh mạo danh đệ tử của môn phái và giết một vị trưởng lão của Thiên Long. Vị trưởng lão ấy chết rồi, không biết Thục Sơn đã biết chưa? Các đệ tử của Thục Sơn đang bày bàn ghế ở trước cửa, người đến tham gia sẽ đăng ký. Cạnh đó có một cái bảng gỗ. Bên trên ghi chi tiết quy trình đăng ký. Đầu tiên, tu sĩ tham gia dự thi sẽ phải nộp lệ phí là 10 tờ tiền bùa. Sau đó sẽ tiến hành 3 bước kiểm tra, nếu không qua được thì sẽ không được dự thi. Sau vòng kiểm tra sẽ được lấy số thứ tự rồi được phân vào từng khu chờ chia nhóm. Tất cả những người tham gia đều sẽ được phân vào các nhóm nhỏ sẽ thi với nhau rồi chọn ra 5 người đứng đầu mỗi nhóm sẽ vào vòng cuối. Tiếp đó sẽ là đấu lôi đài, ở đây có 10 lôi đài. Mọi người tự lựa chọn. Một tu sĩ lên lôi đài rồi, mỗi phút trụ được sẽ được cộng thêm 1 điểm. Hoặc mỗi khi đánh bại một người khiêu chiến sẽ được cộng 3 điểm. Cuối cùng, tất cả các tu sĩ đấu lôi đài còn trụ lại sẽ được tính tổng điểm và chọn ra 100 người để ghi lên nhân tiên bảng. Ngô Bình nộp tiền rồi đăng ký, Đường Băng Vân đi cùng nên cũng được vào trong. Sau đó Ngô Bình cùng những người khác được một đệ tử của Thục Sơn dẫn vào nơi tiến hành 3 vòng kiểm tra.
Địa điểm kiểm tra ở dưới chân một đỉnh núi, ở đây có một dụng cụ kiểm tra ngoài trời. Một đệ tử Thục Sơn bước ra giải thích, mọi người chú ý, có ba vòng kiểm tra là sức mạnh, phản ứng và võ nghệ. Tất cả những ai vượt qua cả ba vòng thì mới được đi tiếp. Rồi, mọi người nhớ số của mình đấy, giờ tôi bắt đầu gọi tên. Số 177. Một người tiến lên rồi đi tới gần giếng, bên dưới có một sợi xích lớn, đầu bên dưới buộc vào một cột sắt khổng lồ. Người đó bắt đầu kéo sợi xích lên, nhưng chỉ được một chút, đệ tử Thục Sơn lạnh giọng nói, loại, tiếp theo đến số 17. Bắt đầu có người thì thầm to nhỏ, thì ra ít nhất phải kéo sợi xích lên được hơn 1 mét thì mới thông qua. Nếu kéo lên cao hơn thì có thể được cộng điểm vào vòng đấu lôi đài. Liên tục có 7 người lên mà không ai kéo được quá 1 mét, cùng lắm chỉ gần 1 mét. Đệ tử kia giải thích, càng kéo sợi xích lên cao thì nó sẽ càng nặng. Mãi đến người thứ 11 thì mới kéo được 1 mét rưỡi và vào luôn vòng 2 là kiểm tra phản ứng. Có 3 đệ tử của Thục Sơn tham gia vào vòng này, họ cầm kiếm trúc rồi, mũi kiếm thấm phẩm màu, họ sẽ tấn công người dự thi trong 5 hơi thở. Nếu trong khoảng thời gian này, người dự thi bị đánh trúng dưới 10 lần thì sẽ qua vòng. Còn nếu bị đánh trúng dưới 3 lần thì sẽ được cộng điểm cho vòng sau. Tiếc cho người vừa qua vòng 1 đã thất bại ngay ở vòng này. Ngay thì vòng thi bắt đầu, 4 thanh kiếm trúc đã chặn mọi lối đi của người đó nên anh ta đã chung 30 đòn trong 5 hơi thở. Đến người thứ 15 thì mới qua được vòng này và vào vòng 3. Vòng kiểm tra thứ 3 là đấu với một kiếm khối, nó sẽ thi triển một bộ kiếm pháp của Thục Sơn. Nếu tiếp được dưới 30 chiêu thì qua vòng, còn dưới thì 20 chiêu thì được cộng điểm. Ngô Bình đứng số 205 nên phải chờ thêm một lát. Trước anh chỉ mới có một tu sĩ qua vòng kiểm tra, đủ thấy ba vòng này khó tới mức nào. Nghe thấy số báo danh của Ngô Bình, Đường Băng Vân khẽ nói, chồng cố lên nhé. Ngô Bình mỉm cười rồi đi tới giếng, anh dùng hai tay kéo nhẹ sợi xích lên được gần 1 mét. Đúng là sau đó, sợi xích đã nặng hơn thật. Ngô Bình tiếp tục kéo thì được hơn 1 mét, 1 mét rưỡi và cuối cùng là 3 mét. Mọi người xung quanh hoan hô với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngô Bình chưa dừng lại mà vẫn kéo sợi xích tiếp. Anh đã kéo được hơn 3 mét. Đệ tử Thục Sơn sáng mắt lên đếm, 3 mét 1, 3 mét rưỡi, 4 mét. Khi Ngô Bình kéo đến 4 mét 2 thì anh cảm giác không thể kéo thêm được nữa, cả năm linh khiếu cùng rung lên, Ngô Bình hét to rồi cố kéo lên 4 mét rưỡi. Đệ tử Thục Sơn chấn động hô tốt. 4 mét rưỡi, cộng 55 điểm. Mọi người đều bùng nổ rồi bàn tán xôn xao. Trời ơi, 4 mét rưỡi, sao khỏe thế không biết. Vậy là cậu ta mạnh hơn tôi 40 lần à. Khủng khiếp quá. Người khác thở dài nói, người này bét cũng phải có thần lực 200.000 cân. Chương 805, Vô Tương Phong. Đúng lúc này, Ngô Bình đột nhiên nghe thấy một giọng nói thân thuộc. Ngô Bình, đánh đến đây thôi. Con quá nổi bật rồi. Ngô Bình giật mình. Là sư phụ. Anh lập tức lùi lại, nói với Trần Hạc Niên, anh Trần, đến chiêu thứ 23 thì thôi vậy, tôi nhận thua. Trần Hạc Niên sửng sốt hỏi, anh Ngô không thử xem sao à? Ngô Bình cười đáp, tôi hiểu rõ năng lực của mình nhất, nên sẽ không thử. Trần Hạc Niên hơi thất vọng, thật ra anh ta mong Ngô Bình có thể vượt qua người đứng đầu trong lịch sử thêm một khoảng nữa. Nếu tiếp được chiêu thứ 23, Ngô Bình sẽ có giá trị hơn. Nhưng anh ta lại cười ngay. Đứng đầu trong lịch sử, chẳng phải cũng là thiên tài tuyệt thế rồi hay sao? Anh ta bảo, anh Ngô, bài kiểm tra thứ 3, anh nhận được 40 điểm thưởng. Ngô Bình ôm quyền, vất vả rồi. Trần Hạc Niên ngoắc tay gọi một đệ tử đến, anh Ngô, đây là sư huynh đệ của Vô Tương Phong chúng tôi, hãy để anh ấy tham gia cùng cậu trong phần thi phía sau. Ngô Bình cảm thấy Trần Hạc Niên nhiệt tình quá mức, nhưng ý tốt khó từ chối, bèn bảo, vậy thì cảm ơn anh Trần. Đệ tử của Vô Tương Phong ấy tên là Chu Liên Kiệt. Anh ta cười bảo, anh Ngô, chúng ta đến quảng trường và chờ tin thôi. Dứt lời, anh ta lấy một tấm thẻ ra, số trên thẻ là 332. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, Trần Hạc Niên lập tức bảo một sư đệ chủ trì phần kiểm tra sau, còn anh ta bay đến Vô Tương Phong. Vô Tương Phong là một trong 5 đỉnh núi thuộc 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ của Thục Sơn. Vô Tương Phong nằm ở phía bắc Thục Sơn, tuyết bao phủ đỉnh núi. Trong một cung điện rộng lớn, Trần Hạc Niên vội vã chạy đến, cao giọng gọi, ông ơi. Trong không khí, một giọng nói trầm ấm vẳng đến, Niên, sao cháu lại vội vàng như thế? Trần Hạc Niên quỳ xuống đất, ông nội, trong buổi kiểm tra nhân tiên, cháu phát hiện một thiên tài tuyệt thế. Một chấm đen xuất hiện trên mặt đất,
sau đó lớn dần, tạo thành một cái đĩa tròn màu đen. Có một cái bóng mở bay lên từ đĩa, hóa thành hình người, sau đó hiện ra một ông lão da rẻ hồng hào, tóc bạc phơ. Người này mặc hạc xưởng, khăn vấn đầu màu trắng, tay trái cầm một chuỗi hạt châu, tay phải vuốt râu. Ông lão này chính là ông nội của Trần Hạc Niên Trần Đạo Huyền, phong chủ của Vô Tương Phong, một trong số ít cao thủ đã bước vào thời kỳ động tàng của Thục Sơn. Trần Đạo Huyền nói, Niên, cháu nói rõ hơn cho ông nghe xem. Trần Hạc Niên đáp, ông nội, người này tên Ngô Bình, đến từ một thế lực nhỏ của Đường Môn. Anh ấy đã kéo được sợi xích khóa giếng rồng đến 14 thước, lọt vào top 10 bảng nhân tiên kỳ trước. Sau đó, Ngô Bình đánh bại 4 đệ tử Thục Sơn, và giao đấu với kiếm khối đến chiêu thứ 23. Mà có vẻ anh ấy còn đủ khả năng tiếp được chiêu thứ 24 nữa. Thành tích này đã vượt qua tất cả tu sĩ trong lịch sử bảng nhân tiên. Gương mặt của Trần Đạo Huyền không lộ vẻ vui buồn, im lặng vài giây mới nói, cháu tạm gác lại chuyện đang làm rồi theo sát người này. Sau đó tìm cơ hội hỏi cậu ấy có bằng lòng đến Vô Tương Phong và trở thành đệ tử ưu tú của nơi này hay không. Trần Hạc Niên kinh ngạc, đệ tử ưu tú đấy. Nên biết rằng đã hơn trăm năm nay, Vô Tương Phong chưa từng sản sinh đệ tử ưu tú, ngay cả anh ta còn chưa đủ tư cách trở thành đệ tử ưu tú. Vâng, cháu sẽ làm ngay. Chờ đã, cháu hãy nói với Ngô Bình. Nếu cậu ấy gia nhập Vô Tương Phong, ông sẽ truyền Vô Tương kiếm cho cậu ấy. Cháu còn phải nói với cậu ấy rằng Kinh Hồng Tiên Tử của Tứ Mỹ Thục Sơn đang ở Vô Tương Phong chúng ta. Trần Hạc Niên ngẩn ra, ông nội muốn dùng mỹ nhân kế ư. Anh ta không khỏi hâm mộ Ngô Bình, ông à, bảy nhà kia chắc cũng nhận được tin rồi, không biết họ sẽ phản ứng thế nào. Trần Đạo Huyền bảo, Vô Tương Phong chúng ta từng đứng đầu năm đỉnh, nhưng mấy năm nay nhân tài ít ỏi, người tài đều bị Thanh Vân Phong cướp mất. Năm sau lại chẳng bằng năm trước. Ngô Bình có thể trở thành niềm hy vọng, giúp Vô Tương Phong chúng ta nổi lên trở lại. Vậy nên bằng mọi giá, chúng ta phải thuyết phục được Ngô Bình gia nhập Vô Tương Phong. Ngô Bình vẫn chưa biết mình đã trở thành một miếng bánh thơm ngon. Anh chưa đến quảng trường ngay mà đang nhìn trái ngó phải, kiếm tìm sư phụ Đông Phật Tiên Sinh. Ngô Bình, con hãy đến Lương Đỉnh cách 500 bước về phía trái, sư phụ đang chờ con ở đó. Ngô Bình gật đầu. Đoạn nói với Chu Liên Kiệt, anh Chu, tôi đến đằng kia nghỉ ngơi một lát. Chu Liên Kiệt cười đáp, ừ, anh cứ đi đi, tôi ở đây chờ anh. Ngô Bình và Đường Băng Vân nhanh chóng đi đến Lương Đình. Ba mặt của Lương Đình này có hòn non bộ. Lúc Ngô Bình đến nơi mới nhìn thấy Đông Phật Tiên Sinh đang đứng sau một hòn non bộ. Anh mừng rỡ hô lên, sư phụ. Đông Phật Tiên Sinh mỉm cười, đệ tử, con đến Thục Sơn, sao không báo với sư phụ một tiếng? Ngô Bình đáp, con định thắng chắc bảng nhân tiên rồi mới đến gặp sư phụ. Đông Phật Tiên Sinh gật gù, ban nãy ta đã xem phần kiểm tra của con rồi. Không hổ là đệ tử của ta, tư chất rất phi thường. Đường Băng Vân cất lời, chào tiền bối kiều. Đông Phật Tiên Sinh khẽ gật đầu. Ngô Bình hỏi, bây giờ sư phụ cũng đang là trưởng lão của Thục Sơn ạ. Đông Phật Tiên Sinh đáp, Hồng Lăng đã bái sư ở Hạo Thiên Kiếm Phủ, được phủ chủ nhận làm đệ tử cuối cùng. Ta cũng được thơm lây, trở thành trưởng lão nội môn của Thục Sơn, có cơ hội tu luyện tuyệt học trong kiếm phủ. Mà Hồng Lăng cũng đã gửi riêng cho ta rất nhiều tài nguyên tu hành, giúp tu vi của ta tăng vượt bậc. Ngô Bình hỏi tiếp, sư phụ, Hạo Thiên Kiếm Phủ có địa vị như thế nào ở Thục Sơn ạ? Đông Phật Tiên Sinh trả lời, Hạo Thiên Kiếm Phủ có số lượng người đông đảo nhất, mà tu vi của phủ chủ lại khó lường, luôn nắm giữ vị trí dẫn đầu Thục Sơn, ngay cả Thanh Vân Phong đứng đầu năm đỉnh cũng phải cam phận dưới quyền. Nói đến đây, ông ấy bảo, con nhất định sẽ tỏa sáng ở bảng nhân tiên. Đến lúc đó, năm đỉnh, hai điện, một phủ chắc chắn sẽ dốc sức tranh giành con. Ngô Bình, con đã nghĩ đến chuyện gia nhập thế lực nào chưa? Ngô Bình đáp, sư phụ nói với con chuyện này, chắc hẳn đã nghĩ giúp con rồi phải không ạ? Đông Phật Tiên Sinh nói, ta hy vọng con có thể gia nhập Vô Tương Phong. Trần Đạo Huyền phong chủ của Vô Tương Phong, có tu vi rất cao. Mấy trăm năm qua, họ bị bốn đỉnh núi còn lại áp chế, nên vẫn luôn nhẫn nhịn, mong muốn nổi dậy trở lại. Nếu con đến đó, muốn tài nguyên họ sẽ cho con tài nguyên, muốn địa vị họ sẽ cho con địa vị. Ông ấy tiếp tục, về việc ta là sư phụ của con, tạm thời đừng nói với người khác. Nếu không rơi vào tình huống bắt buộc, con cũng chớ gặp mặt Hồng Lăng. Một khi thân phận công khai, hai con sẽ rơi vào thế khó. Ngô Bình gật đầu, con nhớ rồi, thưa sư phụ. Đông Phật Tiên Sinh bảo, con cũng không cần thất vọng. Nếu có cơ hội, ta sẽ đưa Hồng Lăng ra ngoài, cùng nhau đi dạo. Nói xong,
ông ấy mỉm cười nhìn Đường Băng Vân, cô bé, hài lòng với hôn sự này chứ? Đường Băng Vân đỏ bừng mặt, liếc Ngô Bình một cái. Đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Nói được vài câu, Kiều Bộ Tiên đã rời đi trước. Ngô Bình và Đường Băng Vân trở về chỗ cũ, cả hai được Chu Liên Kiệt dẫn đến quảng trường, chờ chia nhóm. Họ vừa đến quảng trường, Trần Hạc Niên đã xuất hiện. Anh ta cười bảo, anh Ngô, có tiện ra đây nói chuyện với tôi một lát không? Ngô Bình gật đầu, cả hai đi đến một khu rừng cách đó không xa. Trần Hạc Niên đi thẳng vào vấn đề, anh Ngô, ông nội tôi rất quý trọng tư chất phi thường của anh, muốn nhờ tôi chuyển lời, hỏi anh có muốn đến Vô Tương Phong tu luyện hay không? Tất nhiên Ngô Bình không thể đồng ý ngay lập tức, anh cố tình lộ vẻ do dự, đoạn bảo, anh Trần, bảng nhân tiên còn chưa bắt đầu, tôi nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Chương 806, vòng đấu loại. Trần Hạc Niên cười bảo, tôi hiểu ý của anh Ngô, anh muốn chọn nơi tốt nhất. Trước khi anh đưa ra quyết định, tôi muốn nói đôi lời. Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp, trong ba thế lực hàng đầu địa tiên giới, Thục Sơn có thực lực mạnh nhất, nội hàm thâm sâu nhất. Hai thế lực còn lại là Thần Chú Môn và Vạn Ma Tông. Vạn Ma Tông là thế lực ma đạo, chắc hẳn anh Ngô cũng không muốn vào ma đạo nhỉ. Về Thần Chú Môn, Vạn Chú Tiên Quân là người cực kỳ đa nghi, đã giết một nửa đệ tử của mình. Hơn nữa, trong Thần Chú Môn còn có một lời nguyền không thể phá giải, dẫn đến việc Vạn Chú Tiên Quân không bảo vệ được chính con trai ruột. Một nơi như vậy, chắc hẳn anh cũng không muốn gia nhập, đúng chứ? Nói đến đây, anh ta cười bảo, vậy nên Thục Sơn kiếm phái là lựa chọn tốt nhất của anh Ngô. Thục Sơn có 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ. Trong đó, kiếm phủ mạnh nhất, nhưng ở đó đã có quá nhiều nhân tài, ví dụ như sư muội Hồng Lăng vừa mới đến, tư chất vượt bậc. Kiếm phủ có mạnh hơn nữa thì tài nguyên cũng có hạn. Nếu anh Ngô đến đó sẽ không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. Hai điện cũng rất mạnh, song Thanh Liên Điện chỉ nhận nữ đệ tử, Trường Sinh Điện là một nhóm người cổ hủ nghiên cứu về đan dược và triết lý cơ thể con người, rất vô vị. Cuối cùng là năm đỉnh, Vô Tương Phong từng đứng đầu năm đỉnh, tuy mấy năm nay có phần sa sút, nhưng nội hàm vẫn còn. Hiện tại, thứ mà Vô Tương Phong thiếu nhất chính là một đệ tử thiên tài như anh Ngô. Nếu anh gia nhập, ông nội tôi bằng lòng trao cho anh thân phận đệ tử ưu tú, và truyền dạy vô tương kiếm của Vô Tương Phong cho anh. Ngừng lại một chút, anh ta húng hắng bảo, một trong tứ Mỹ Thục Sơn, Kinh Hồng Tiên Tử, cũng ở Vô Tương Phong. Tứ Mỹ Thục Sơn có 3 vị thuộc Thanh Liên Điện, chỉ có Kinh Hồng Tiên Tử ở Vô Tương Phong, 4 đỉnh núi còn lại không có một ai. Ngô Bình Trưng ra vẻ mặt kỳ lạ, không ngờ tên Trần Hạc Niên này dùng cả Mỹ nhân kế để lôi kéo mình. Anh cười đáp, cảm ơn sự mến mộ của anh Trần và ông nội anh. Tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật thận trọng. Trần Hạc Niên biết mình đã nói đủ rồi, bèn cười bảo, được, tôi chờ tin của anh Ngô. Lúc này, việc chia nhóm đã bắt đầu. 12 tờ danh sách được dán lên, có tổng cộng 12 nhóm nhỏ, mỗi nhóm hơn 100 người. Ngô Bình được xếp vào nhóm nhỏ thứ 7. Tu sĩ của nhóm thứ 7 được tập hợp, quyết chiến chọn ra 5 người đứng đầu để tham gia thủ lôi. Chọn ra 5 người mạnh nhất từ hơn 100 người, cạnh tranh khốc liệt vô cùng. Mà Ngô Bình cảm thấy những người này mạnh hơn rất nhiều so với những người tham gia kiểm tra trước đó. Hơn 100 người này đến từ nhiều môn phái khác nhau của địa tiên giới. Họ dám tham gia bảng nhân tiên và đã vượt qua 3 bài kiểm tra, chứng tỏ năng lực của họ không hề yếu, thậm chí có rất nhiều người tự cho mình là thiên tài nên mang tâm thế cao ngạo, mắt cao hơn đầu. Thành tích qua 3 vòng kiểm tra của Ngô Bình hiển nhiên vẫn chưa được truyền ra. Những người này đều chưa biết tài năng của Ngô Bình, nên khi tất cả tụ họp với nhau, chẳng ai đánh giá cao anh cả. Một đệ tử Thục Sơn quét mắt nhìn tu sĩ trong nhóm nhỏ thứ 7 rồi cất giọng, tôi sẽ chọn ra 5 người mạnh nhất trong số các vị. Hãy nghe tôi giới thiệu quy tắc nhé. Hiện trường có 128 người. Ở vòng đầu tiên, sẽ có 64 người tiến vào vòng đấu loại kế tiếp. Ở vòng đấu loại 2, sẽ còn lại 28 người. Mỗi người có thể chọn ra 5 người yếu nhất trong số những người còn lại và tiến hành thách đấu. Những người thắng 3 trên 5 trận thách đấu có thể tiến vào vòng cuối cùng. Bây giờ, vòng đấu loại đầu tiên chính thức bắt đầu. Đệ tử Thục Sơn lấy 2 tờ giấy từ trong hộp ra và đọc, 116, đấu với 357. Có 2 người lập tức bước ra, nhảy lên võ đài. 2 người này, một người bình tĩnh, một người thì căng thẳng. Người bình tĩnh kia lạnh lùng nói, đệ tử Bạch Cốt Môn, xin chỉ giáo. Người ở đối diện vừa nghe đối thủ giới thiệu mình đến từ Bạch Cốt Môn, gương mặt lập tức tái đi, run rẩy nói, con cháu nhà họ Phùng,
xin chỉ giáo. Bắt đầu. Lời vừa dứt, bóng người đã lóe lên, con cháu nhà họ Phùng đã bị đối phương túm đầu từ phía sau, năm ngón tay đâm ngập vào sọ, máu chảy ròng ròng. Là Âm Phong Bạch Cốt Trảo, một người am hiểu hô lên. Sau khi giết chết đối thủ bằng một đòn, đệ tử Bạch Cốt Môn uy nghiêm cười nói, tôi đã loại trừ một tên giúp mọi người. Các vị tiếp tục đi. Cuộc tàn sát chỉ mới bắt đầu. Trong những trận đấu tiếp theo, chỉ cần một bên có thể đánh chết bên còn lại, đều sẽ không hề nương tay, như thể hai bên có mối thù không đội trời chung vậy. Anh Chu à, sao những người này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, anh hỏi. Chu Liên Kiệt im lặng quan sát, đoạn đáp, anh Ngô, những người mất mạng, hoặc là kém may mắn, hoặc là không có tiền. Không có tiền. Chu Liên Kiệt giải thích, đúng vậy. Khi sắp bị đối thủ đánh chết, nếu có thể chi ra một số tiền thì sẽ giữ được mạng sống. Ngô Bình cau mày, những người này, hoặc không thuộc môn phái nào, hoặc đến từ những gia tộc nhỏ, tất nhiên là không có nhiều tiền. Chu Liên Kiệt nói, không có tiền cũng không có thực lực thì không nên tham gia bảng nhân tiên. Muốn nổi bật hơn người thì phải tự biết rằng mình có thể bị đánh chết. Anh Ngô quá lương thiện, sống lâu ở địa tiên giới rồi anh sẽ hiểu, ở nơi này, thực lực đại diện tất cả. Trước mặt kẻ yếu, người có thực lực có thể làm gì tùy thích. Ngô Bình chỉ lặng im không nói. Tuy thế giới bên ngoài có trật tự, nhưng thứ trật tự ấy chẳng phải cũng do kẻ cầm quyết đặt ra hay sao? Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, ở đâu cũng phải thích nghi, chỉ theo một cách khác thôi. Đường Băng Vân nhìn thấy nhiều người chết như vậy, khó tránh khỏi lo lắng, bèn nhẹ nhàng nói, chồng à, anh nhất định phải cẩn thận nhé. Ngô Bình đáp, yên tâm đi, dưới địa tiên, không ai có thể đánh bại anh cả. Người tham gia bảng nhân tiên gần như không có nữ giới. Đường Băng Vân đứng ở đây vô cùng nổi bật. Vào lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng đai ngọc mỉm cười tiến lại gần, còn có hai tùy tùng theo sau. Người đàn ông áo choàng tươi cười nhìn Đường Băng Vân, cất lời, chào cô, tôi là Đinh Ngạo Long, thế tử nhà họ Đinh Man Tây. Cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, so với tứ Mỹ Thục Sơn cũng không hề thua kém. Đường Băng Vân liếc nhìn đối phương, lạnh lùng đáp, anh là cái thá gì mà bắt chuyện với tôi. Đinh Ngạo Long biến sắc, cô. Ngô Bình lập tức tiến lại góp vui, Đường Tiên Tử là đệ tử của thần Thổ Thông Thiên. Nếu anh có chút hiểu biết thì sẽ không dám có ảo tưởng gì với cô ấy đâu. Bốn từ thần Thổ Thông Thiên này hệt như sấm nổ. Tiếng nổ vang ầm trong đầu, Đinh Ngạo Long run rẩy, toát đầy mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người, tôi mạo phạm rồi, mong tiên tử tha tội. Thấy Đinh Ngạo Long run bần bật ở đó, những người xung quanh đều khó hiểu, không rõ người này đang làm gì. Đường Băng Vân lạnh lùng nói, cút xa một chút. Đừng để tôi nhìn thấy anh. Đinh Ngạo Long chậm rãi lùi lại, lùi được mười mấy mét thì vội vàng gọi hai tùy tùng rời khỏi đây hệt như chạy trốn. Đến bảng nhân tiên còn chẳng buồn tham gia nữa, có thể thấy Đinh Ngạo Long hoảng sợ nhường nào. Chu Liên Kiệt ở gần đó cũng vô cùng kinh ngãi. Người khác không nghe thấy nhưng anh ta thì nghe rất rõ, vị Đường tiên tử này là đệ tử của thần Thổ Thông Thiên ư. Anh ta chậm rãi tiến về phía trước, khom người thật sâu, không biết tiên tử ở đây. Trước đó đã thất lễ, mong tiên tử thứ lỗi. Giọng anh ta đang run rẩy, gương mặt đầy hoảng sợ. Không phải do anh ta nhát gan, mà vì danh tiếng của thần Thổ Thông Thiên quá lớn. Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ là một nhánh thế lực, được Thục Sơn của địa tiên giới xem là chỗ dựa. Chỗ dựa này cũng chỉ là thế lực hạng hai của một nước dưới sự quản lý của thần Thổ Thông Thiên mà thôi. Có thể nói, Thục Sơn kiếm phái cách thần Thổ Thông Thiên cả trăm nghìn dặm, một bên như run rế. Một bên như sao trời, không thể so sánh. Chương 807, sức uy hiếp của thần thổ. Đường Băng Vân nhẹ nhàng bảo, không cần đa lễ. Sau đó, Chu Liên Kiệt vẫn khom nửa người, không dám đứng thẳng. Đến khi Đường Băng Vân đi xem trận đấu ở nơi khác, anh ta mới hỏi Ngô Bình, anh Ngô, vị Đường tiên tử này thuộc cấp bậc nào ở thần thổ thông thiên vậy? Ngô Bình hỏi lại, anh biết thần thổ thông thiên có bao nhiêu đệ tử không? Chu Liên Kiệt đáp, nghe sư trưởng nói rằng, thần thổ thông thiên có hàng triệu đệ tử. Ngô Bình nói, đệ tử thần thông có tư chất như Đường tiên tử, ở thần thổ thông thiên chưa có quá 100 người. Anh nghĩ cô ấy có địa vị thế nào? Chu Liên Kiệt sửng sốt, 100 người. Anh ta bèn hỏi, anh Ngô, Đường tiên tử có còn quay về thần thổ thông thiên không? Ngô Bình đáp, tất nhiên, đến khi cô ấy đột phá địa tiên, sẽ phải quay về thần thổ tu luyện. Đã đến lúc Ngô Bình ra thi đấu. Anh nhảy lên võ đài, đối diện là một tu sĩ vừa lùn vừa béo, mặt đen như đáy nồi. Vừa lên đài, người đó đã dậm chân,
hai tay kết ấn, hét lên, chói. Ngay lập tức, Ngô Bình cảm thấy có một sức mạnh cực lớn chói buộc cơ thể mình. Gã béo lùn ấy bật ra một tiếng cười kỳ lạ, rút một thanh đoản đao ra, đâm về phía ngực anh. Lúc này, Ngô Bình đã vận Như Lai thần công. Anh vừa dùng sức rất nhẹ đã nghe một tiếng ầm vang lên, tựa như có thứ gì đó vỡ nát vậy. Sức mạnh chói lấy anh cũng biến mất. Rầm. Đao còn chưa vung đến, đối phương đã bị anh đấm văng ra xa, sau khi rơi xuống đất, máu bắt đầu chảy không ngừng. Tuy chưa chết nhưng người đó cũng bị thương nặng. Đánh bại đối thủ trong một chiêu, Ngô Bình nhảy xuống khỏi võ đài. Lúc này, Chu Liên Kiệt không còn ở đây mà đã quay về Vô Tương Phong. Anh ta phải báo cho phong chủ biết thân phận của Đường Băng Vân. Vòng đấu loại đầu tiên đã kết thúc rất nhanh. Trong 60 người bị loại, có 20 mấy người bị giết, hơn 10 người bị thương nặng, số người bình yên vô sự chiếm chưa đến một nửa. Bây giờ đã gần trưa, vòng đầu đã kết thúc, chiều mai sẽ bắt đầu vòng đấu loại thứ hai. Mọi người giải tán, Ngô Bình và Đường Băng Vân tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Anh lấy một ít thức ăn ra, cả hai ăn đơn giản vài món nhẹ. Lúc tham gia thi đấu, đệ tử Thục Sơn có phát cho mỗi người một quyển sách nhỏ, giới thiệu sơ lược về Thục Sơn kiếm phái. Ngô Bình dở ra xem, sách ghi rằng Thục Sơn kiếm phái bắt nguồn từ Thục Địa. Thời tiền sử, Thục Địa có rất nhiều thế lực mạnh. Sau này các thế lực ấy lần lượt chuyển đi, trong số đó, Thục Sơn phái còn một nhánh thế lực kiếm tu, phát triển thành Thục Sơn kiếm phái hiện nay. Thục Sơn kiếm phái vẫn giữ liên lạc với Thục Sơn môn vốn đã chuyển đến một nơi xa xôi. Đây cũng là nền tảng sức mạnh giúp Thục Sơn kiếm phái trở thành thế lực hàng đầu địa tiên giới. Thục Sơn kiếm phái có 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ. 5 đỉnh bao gồm Thanh Vân Phong, Vô Tương Phong, Tử Điện Phong, Ngạo Lai Phong, Ỷ Thiên Phong. 2 điện là Thanh Liên Điện và Trường Sinh Điện, còn 1 phủ chính là Hạo Thiên Kiếm Phủ. Người sáng lập 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ vốn là 8 trưởng lão của Thục Sơn kiếm tông, sau này mỗi người thành lập một nhánh, lập ra Thục Sơn kiếm phái. Đệ tử Thục Sơn phân chia thành đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện, đệ tử chân truyền, đệ tử bí truyền, đệ tử ưu tú. Trong đó, đệ tử ngoại viện và đệ tử nội viện được chiêu mộ với danh nghĩa Thục Sơn kiếm phái. Những người có biểu hiện xuất sắc trong số họ có thể chọn gia nhập một trong 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ. Đệ tử chân truyền có thể được chọn trực tiếp từ đệ tử ngoại viện và đệ tử nội viện, cũng có thể do các môn phái tự chiêu mộ. Đệ tử chân truyền có thể học được hầu hết kỹ thuật kiếm và công pháp. Tài nguyên tu hành mà họ nhận được cũng rất phong phú. Đệ tử hai viện của Thục Sơn kiếm phái có hàng chục nghìn người, nhưng đệ tử chân truyền chỉ có hơn 2.000. Những đệ tử chân truyền có tiềm lực sẽ được thăng cấp thành đệ tử bí truyền. Đệ tử bí truyền có thể học công pháp rất mạnh và nhận được một lượng lớn tài nguyên. Số lượng đệ tử bí truyền còn ít hơn, 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ cộng lại cũng không quá 200 người. Xếp trên đệ tử bí truyền là đệ tử ưu tú. Đệ tử ưu tú không chỉ được chỉ dạy tốt nhất mà còn nhận được công pháp cốt lõi nhất. Số lượng đệ tử ưu tú rất ít ỏi. Số đệ tử ưu tú của cả Thục Sơn chỉ có 10 mấy người. Như Vô Tương Phong thậm chí còn xuất hiện tình trạng đứt gãy đệ tử ưu tú. Ngô Bình đọc sách được một lúc mới nói với Đường Băng Vân, Băng Vân này, điều kiện của Vô Tương Phong cũng khá tốt, anh nghĩ mình có thể thử. Lần trước Đường Băng Vân khuyên Ngô Bình gia nhập thần chú môn, nhưng hiện giờ xem ra thần chú môn có vẻ không hoàn hảo lắm. Đường Băng Vân đáp, Trần Hạc Niên bảo vạn chú tiên quân cực kỳ đa nghi, chúng ta thà tin còn hơn không, nên cân nhắc kỹ. Chồng à, nếu Vô Tương Phong có thể dốc toàn lực bồi dưỡng anh, em nghĩ anh có thể đến đó. Ngô Bình gật đầu, trong 2 năm, anh phải nâng cao tu vi nhanh nhất có thể, trở thành Chí Thánh Tiên Quân, thậm chí là Đại Tiên Tôn. Chí Thánh Tiên Quân là người mạnh nhất trong các tiên quân cảnh giới động tàng, chỉ những người có thể nhìn thấu kho báu vô tận trong cơ thể con người. Mới được gọi là Chí Thánh Tiên Quân. Còn Đại Tiên Tôn là người mạnh nhất trong cảnh giới đoạt thiên. Mở ra con đường tu hành đặc biệt. Đường Băng Vân nào biết nỗi lo âu trong lòng Ngô Bình. Cô ấy cười bảo, chồng à, anh đừng lo. Với tư chất của anh, trở thành kẻ mạnh tuyệt thế chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc họ trò chuyện, có 2 chàng trai, 1 cô gái tiến lại gần. Chàng trai dẫn đầu ăn mặc như người hiện đại bên ngoài, ôm quyền nói, chào hai vị. Ngô Bình quan sát đối phương, đoạn hỏi, anh từ bên ngoài vào đây. Người đó đáp, tôi là Cảnh Sa Thông. Ban nãy nhìn thấy anh sở hữu võ nghệ cao cường, đánh bại đối thủ trong một chiêu, tôi vô cùng ngưỡng mộ nên đến đây chào hỏi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, anh Cảnh quá khen.
Tôi từng nghe đến nhà họ Cảnh của các anh, là một gia tộc võ lâm có tiếng ở Trung Nguyên. Cảnh Sa Thông cười bảo, cảm ơn lời khen ngợi, tôi vẫn chưa biết quý tính đại danh của anh. Đường Băng Vân đáp thay, anh ấy là Ngô Bình, Long chủ của Thiên Long, thiếu tôn của Đường Môn. Sắp tới, anh ấy sẽ trở thành đệ tử ưu tú của Thục Sơn Kiếm Phái. Cảnh Sa Thông kinh ngạc, cả ba vội vàng hành lễ, hóa ra là Long chủ. Tôi thất lễ rồi. Ngô Bình nói, không cần khách sáo. Mời các vị ngồi. Sau vài câu giới thiệu đơn giản, Ngô Bình biết tên hai người còn lại. Một người là Du Phổ Hoa, một người tên Hà Châu Châu, đều là thanh niên tài giỏi của nhà họ Du và nhà họ Hà. Ban đầu cả ba chỉ cảm thấy Ngô Bình có thực lực khá mạnh. Bây giờ biết anh là Long chủ của Thiên Long và thiếu tôn của Đường Môn, trong lòng họ lập tức nảy sinh cảm giác kính trọng. Có thể trở thành thiếu tôn Đường Môn chứng tỏ năng lực của anh rất mạnh. Có thể trở thành Long chủ của Thiên Long chứng tỏ chỗ dựa của anh rất vững chắc. Với một nhân vật như vậy, dĩ nhiên bọn họ rất muốn kết giao. Lúc trò chuyện mới biết, lần này có khá nhiều người từ bên ngoài đến tham gia bảng nhân tiên, cộng lại cũng hơn 100. Có điều không may là trải qua vòng đấu loại đầu tiên, hầu hết đã chết hoặc bị thương. Ngô Bình cảm thấy chẳng đáng chút nào, họ đã biết rõ sự nguy hiểm của bảng nhân tiên, sao cứ phải tham gia. Cảnh Sa Thông cười khổ, nếu không lâm vào đường cùng, ai lại muốn dấn thân mạo hiểm kia chứ? Ngô Bình nhìn đối phương, thế nghĩa là sao? Cảnh Sa Thông lập tức kể nguyên nhân. Mấy năm trước, bố anh ta bất ngờ qua đời khi đang luyện công. Sau đó, địa vị của anh ta trong nhà họ Cảnh liền xuống dốc không phanh. Anh cả đố kỵ Cảnh Sa Thông có tư chất tốt, sợ bị anh ta cướp mất vị trí trưởng tộc, nên không chỉ không cho anh ta tài nguyên tu hành mà còn ra sức chèn ép anh ta. Thậm chí, ngay cả tài sản mà bố để lại cho Cảnh Sa Thông cũng bị cưỡng đoạt. Làm người phải có ý chí, phải biết vươn lên. Thế là Cảnh Sa Thông nghiến răng, quyết định tham gia bảng nhân tiên, hy vọng có thể lưu danh trên bảng. Nhưng đến đây rồi mới phát hiện sự tàn khốc của bảng nhân tiên, bây giờ anh ta đã cảm thấy có phần hối hận. Chương 808, tiền mua mạng. Tình hình Hà Châu Châu và Du Phổ Hoa cũng tương tự, đều có áp lực và bất hạnh riêng. Ngô Bình hỏi, mọi người vẫn tham gia trận đấu loại thứ hai không? Cảnh Sa Thông cười khổ, đã đến bước này rồi thì đi đến cuối thôi, là chết hay sống, cứ nghe theo mệnh trời. Du Phổ Hoa cũng nói, đúng thế, dù có chết cũng phải chết một cách vinh quang, đã đến rồi mà không tranh được vị trí đứng đầu, tôi quyết không từ bỏ. Ngô Bình cười nói, hai vị có chí khí. Nào, tôi có rượu ngon đây, chúng ta uống vài ly đi. Đường Băng Vân trải một lớp thảm dưới đất. Mọi người ngồi dưới đất uống rượu nói chuyện vui vẻ. Ngô Bình thấy mấy người này đều là người tốt, đáng để kết bạn bèn nói, ba vị, lát nữa đến trận đấu loại, tôi sẽ âm thầm chỉ bảo ba vị. Không dám nói có thể giúp ba vị chiến thắng nhưng ít nhất có thể bảo vệ mạng sống. Ba người mừng rỡ, vội nói cảm ơn. Đến buổi chiều, mấy người đó quay lại quảng trường, trận đấu loại thứ hai bắt đầu. Người thứ nhất bước lên là Cảnh Sa Thông. Đối thủ của anh ta là một người đàn ông tay không tấc sắt. Vừa bước lên sàn đấu, người đó đã tấn công dữ dội khiến Cảnh Sa Thông không có sức đánh trả. Ngô Bình đứng bên ngoài thầm truyền âm, quyền pháp của người này có vẻ hung hãn nhưng thật ra là sức lực không đủ, anh chỉ cần kiên trì khoảng 30 chiêu là sẽ có thể đánh trả rồi chiến thắng. Trong vòng 30 chiêu, anh cố gắng tấn công bên trái anh ta, người này từng bị thương, cánh tay trái không đủ lực, hơn nữa chân trái cũng không linh hoạt. Cảnh Sa Thông quyết tâm, lập tức tấn công về phía bên trái đối phương. Quả nhiên người này lập tức trở nên giật gấu vá vai, được chỗ này thì hỏng đằng kia, đến khi quá 30 chiêu, Cảnh Sa Thông tăng thêm sức mạnh tấn công, sau 10 chiêu bèn tấn công sườn trái của đối phương nôn ra máu, nhận thua. Bước xuống sàn đấu, Cảnh Sa Thông gật đầu với Ngô Bình. Người thứ hai lên là Hà Châu Châu, cô ta vừa bước lên sàn đấu, Ngô Bình đã biết bộ pháp của cô ta rất linh hoạt. Kiếm thuật cũng khá tốt. Đối thủ của cô ta là một nam tu sĩ cao gầy, sử dụng song đao. Với những đường đao, Hà Châu Châu bị áp chế hoàn toàn. Ngô Bình nhìn cô ta rồi thầm truyền âm nhắc, đao pháp của người này điêu luyện nhưng không mạnh. Cách đánh của anh ta rất dễ phá, cô đâm vào giữa trán đối phương, anh ta chắc chắn sẽ lùi lại. Lúc đó, cô hãy đâm mạnh vào vai trái đối thủ, cơ bắp vai trái của người này khá căng, chứng tỏ nơi đó chính là yếu điểm của anh ta. Cũng là bộ phận quan trọng khi anh ta căng thẳng. Hà Châu Châu nghe thế cảm thấy có lý, lập tức đâm một kiếm tới, quả nhiên đối phương lùi về sau. Kiếm của Hà Châu Châu thuận thế đâm vào vai trái của anh ta.
Kỳ lạ là rõ ràng đối phương có thể tránh được nhưng một kiếm này vẫn chém trúng vai. Thế là người này rên lên một tiếng rồi bỗng chốc ngã xuống. Sau đó Ngô Bình cũng chỉ cách đánh cho Du Phổ Hoa, giúp anh ta đánh thắng đối phương. Sau khi giúp ba người giành chiến thắng, trận đấu của Ngô Bình cũng sắp bắt đầu. Thậm chí thực lực của đối phương không bằng Cảnh Sa Thông, dĩ nhiên anh dễ dàng giành chiến thắng. Trận đấu loại kết thúc, trong nhóm vẫn còn lại 28 người. Trong 28 người này, mỗi người phải khiêu chiến với 5 người khác, nếu có thể thắng 3 trong 5 trận đấu thì có thể bước vào lượt trận tiếp theo. Khiêu chiến vẫn chưa bắt đầu, 28 người đứng vào cùng một chỗ. Lúc này một người đàn ông tóc dài mặc đồ xanh dùng đôi mắt xanh biếc liếc nhìn mọi người, thờ ơ nói, các vị, nếu không muốn bị tôi khiêu chiến rồi mất mạng trên sàn đấu thì mỗi người nộp 100 tiền bùa ra đây. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi nhưng không ai dám nói gì, ngược lại có một người bước ra cười nói, tôi nói này, cậu giả là cao thủ đỉnh cấp của Quỷ Sát Tông, thực lực có thể đứng trong top 10 bảng xếp hạng nhân tiên. Mọi người không muốn chết thì ngoan ngoãn đưa tiền đi. Lúc này lại có một người đàn ông mặc đồ trắng cười nói, nếu anh giả đã nói thì Ma Tiếu Sinh tôi cũng không thể ngồi yên, mỗi người 100 tiền bùa, không nộp thì chết. Sau đó một người bước ra từ đằng sau hắn, rồi lần lượt đi về phía các tu sĩ còn lại. Các tu sĩ chỉ tức giận chứ không dám nói gì, lặng lẽ lấy 100 tiền bùa ra đưa cho người kia. Không lâu sau người này đi đến trước mặt Ngô Bình nói, nhanh lên, đừng kỳ kèo nữa. Ngô Bình hỏi, nộp 100 tiền bùa này có thể bảo vệ mạng sống. Người này nói, dĩ nhiên, nếu không đưa tiền ra thì cậu ma sẽ là người đầu tiên khiêu chiến anh, sau đó sẽ đánh anh nửa sống nửa chết trên sàn đấu. Ngô Bình gật đầu, đây là một cách kiếm tiền hay đấy, anh hãy nói với cậu ma đó, bảo anh ta ngoan ngoãn giao cho tôi 1.000 tiền bùa, nếu không tôi sẽ là người đầu tiên khiêu chiến với anh ta, sau đó đánh anh ta bán sống bán chết. Mọi người đều sửng sốt, gì cơ? Ngô Bình lại dám nói chuyện với Ma Tiếu Sinh như thế, anh không biết nhà họ Ma rất có địa vị và thực lực ở địa tiên giới sao? Sắc mặt Ma Tiếu Sinh trở nên lạnh lùng, hắn nhìn Ngô Bình rồi cười nhạo, này danh con, mày đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Ngô Bình khinh thường nói, ai tự đâm đầu vào chỗ chết sẽ biết ngay ấy mà. Cậu giả liếc Ngô Bình, này, trước đó anh thể hiện khá tốt, một chiêu đã đánh bại đối phương, nhưng chút bản lĩnh đó của anh chẳng là gì với bọn tôi cả. Nếu anh thông minh thì ngoan ngoãn đưa tiền đây. Ngô Bình nói, còn anh nữa, đưa 1.000 tiền bùa đây, tôi sẽ không chọn anh. Sắc mặt cậu giả này cũng khó coi, nếu anh đã cố chấp thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Những người còn lại ngoan ngoãn đưa tiền, chỉ có Ngô Bình không đưa, ánh mắt cậu giả và cậu ma nhìn anh ngày càng lạnh lùng. Không lâu sau, đệ tử Thục Sơn cao giọng nói, khiêu chiến bắt đầu, anh ta bắt đầu đọc số, đọc đến ai thì người đó đứng lên chọn 5 người để khiêu chiến. Người đầu tiên lên sàn đấu là một người khá biết nịnh hót, hắn vừa bước lên sàn đã chỉ vào Ngô Bình nói, anh dám vô lễ với cậu ma và cậu giả, bây giờ tôi dạy dỗ anh thay hai người đó. Ngô Bình cũng cạn lời, nịnh hót đến mức này đúng là bán mạng. Anh từ tốn bước lên sàn đấu nói, này, nịnh nọt cũng phải xem thực lực chứ, loại người như anh vẫn nên ít đi một chút thì tốt hơn. Đối phương tức giận, này, đi chết đi. Cả người đối phương áp sát mặt đất. Lao về phía Ngô Bình như cá bơi trong nước, hai bên trái phải đều cầm một con dao găm. Ngô Bình nhấc chân lên, một luồng sức mạnh cực lớn xuyên qua mặt đất đánh vào người kia. Hắn hừ một tiếng lập tức nằm rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Không đợi hắn phản ứng, Ngô Bình đã bóp chặt vào sống lưng đối thủ, sau đó mọi người nghe một tiếng rắc, sắc mặt người này trở nên tái mét, người ngã xuống đất. Ngô Bình đá hắn xuống khỏi sàn đấu. Hỏi đệ tử Thục Sơn làm chủ trì trận đấu, tôi có thể khiêu chiến người khác không? Đệ tử Thục Sơn gật đầu, người thắng có quyền ưu tiên khiêu chiến. Ngô Bình chỉ vào Ma Tiếu Sinh đó nói, tôi khiêu chiến với anh. Ma Tiếu Sinh cười mỉa rồi nhảy lên sàn đấu nói, này, mày đúng là không biết sống chết. Trận đấu bắt đầu. Hai người hành động cùng lúc, sàn đấu rung chuyển dữ dội, hai bóng người va chạm nhau. Hai người vừa tiếp xúc là lập tức tách ra. Ngô Bình chắp tay đứng đó cười mỉa, còn Ma Tiếu Sinh ngã xuống đất, xương cốt toàn thân gãy gần hết, đầu bị xoay 360 độ, gãy cổ. Mắt hắn lòi ra như sắp rớt ra ngoài, miệng chảy máu không ngừng, cổ họng phát ra tiếng cạch cạch. Ngô Bình nhìn hắn nói, 1.000 tiền bùa thôi, anh cũng đâu cần khổ như thế. Vừa dứt lời, Ma Tiếu Sinh co giật vài cái rồi cứng người, đã chết. Bên dưới võ đài, sắc mặt cậu giả trắng bệch, lúc Ngô Bình nhìn sang chỗ hắn.
tim hắn như nhảy lên đến tận cổ họng. Chương 809, qua ải. Hắn nói, anh bạn, 1.000 tiền bùa, tôi đưa. Ngô Bình lạnh nhạt nói, bây giờ là 5.000 tiền bùa. Cậu giả vội nói, được, 5.000 tôi cũng đưa. Hắn lấy một túi tiền rồi vứt cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn hắn gật đầu nói, xem như anh thức thời. Nói rồi anh gỡ túi tiền hơn 2.000 tiền bùa mà Ma Tiếu Sinh lấy của những người khác xuống, sau đó nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không ai muốn bị anh khiêu chiến. Ngô Bình chỉ vào mấy người đã nịnh nọt trước đó, lạnh lùng nói, tôi muốn khiêu chiến với các người. Thực lực của mấy người này rất bình thường, nghe thế lập tức hoảng sợ, mặt mày tái mét, họ nói, chúng tôi đầu hàng. Chưa đánh đã đầu hàng, chuyện này không hề mới lạ trên bảng xếp hạng nhân tiên. Khi gặp đối thủ có thực lực hơn mình, để bảo vệ mạng sống và không bị thương, rất nhiều người sẽ chủ động đầu hàng. Ngô Bình vốn dĩ muốn đánh mấy người này một trận, giờ nghe họ nói đầu hàng, anh cũng chỉ đành thôi. Cứ thế, Ngô Bình đánh thắng liên tiếp 5 trận, sau đó đi xuống sàn đấu. 4 người đầu hàng kia vì đã nhận thua một lần nên sau đó chỉ còn 4 cơ hội khiêu chiến với người khác, hơn nữa còn bắt buộc phải thắng 3 trận mới có thể ở lại. Ngô Bình đánh xong 5 trận trước bèn đi đến nhóm khác tìm mấy người Hà Châu Châu. Hà Châu Châu vẫn chưa bị ai khiêu chiến, thế là anh lại đi tìm Du Phổ Hoa. Du Phổ Hoa đang gặp phải một kẻ địch khá mạnh, thực lực hơn hẳn anh ta, nhưng đối phương vô cùng cẩn thận, rõ ràng là đang giấu thực lực đi. Ngô Bình nhìn lên sàn đấu đã biết cảnh Sa Thông không có cơ hội thắng, thầm nói trận này nhận thua đi. Du Phổ Hoa hơi không cam lòng, anh ta do dự một chốc rồi quyết định thử lại lần nữa. Đột ngột thi triển tuyệt học, hai bàn tay mở ra lập tức đánh một đòn thập linh mẫn trưởng. Cẩn thận chân của đối phương, Ngô Bình nhắc nhở. Thế nhưng Du Phổ Hoa đang mất tập trung, đợi anh ta phản ứng lại thì một chân đã đá vào đầu gối anh ta. Rắc! Đầu gối bị vỡ, anh ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, đối phương ra tay rất tàn nhẫn, sau đó còn đá một cú vào đầu anh ta. Đầu Du Phổ Hoa lập tức bị đá nát, chết tại chỗ. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi. Cách đánh nghìn cân treo sợi tóc này, dù anh muốn cứu cũng không kịp, Du Phổ Hoa này quá tự tin vào bản thân mình. Anh nén giận, sầm mặt đi tìm Cảnh Sa Thông. Cảnh Sa Thông đang đợi người khác khiêu chiến, thấy Ngô Bình đến, anh ta lo lắng nói, anh Ngô, bên anh thế nào? Ngô Bình, tôi đã kết thúc trận đấu của mình rồi. Anh Cảnh, Du Phổ Hoa chết rồi, anh ta đánh giá cao bản thân mình quá không chịu nhận thua. Cảnh Sa Thông cảm thấy đau xót. Anh ta khẽ thở dài, tính cách của anh Du hơi kiêu ngạo, anh ấy nên nghe lời khuyên của anh Ngô. Ngô Bình, tôi đã nói rồi, tôi không thể cứ giúp các anh thắng mãi được, việc tôi có thể làm là đảm bảo cho các anh không bị thương, không bị đánh chết. Anh Cảnh, mong anh có thể nghe tôi. Cảnh Sa Thông gật đầu, cảm ơn anh Ngô. Cảnh Sa Thông là người đến từ tỉnh ngoài, những người khác rất thích chọn anh ta để đối đầu nên anh ta nhanh chóng bị người khác điểm danh khiêu chiến. Người đầu tiên khiêu chiến Cảnh Sa Thông là một tu sĩ có thực lực mạnh hơn anh ta. Ngô Bình chỉ dẫn giúp Cảnh Sa Thông dễ dàng chiến thắng. Thắng một trận, những người khác đánh giá lại thực lực của anh ta lần nữa, người khiêu chiến với anh ta cũng ít hơn. Ở một bên khác, Hà Châu Châu cũng bị chọn, vừa lên sàn đấu, cô ta hơi lo lắng, hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình ở trong đám đông, cô ta lại yên tâm. Thực lực của người khiêu chiến mạnh hơn cô ta rất nhiều. Cũng may Ngô Bình phát hiện ra điểm yếu của người này, thế nên Hà Châu Châu cũng thắng được đối thủ. Lúc này Ngô Bình nói, cô Hà, cô có thể chủ động khiêu chiến người khác, tôi sẽ giúp cô tìm vài người có thực lực không bằng cô. Hà Châu Châu cắn răng tỏ vẻ mình muốn khiêu chiến, nghe theo sự chỉ dẫn của Ngô Bình, cô ta khiêu chiến với 4 người. Thật ra thực lực của 4 người này không yếu nhưng họ đều có khuyết điểm rõ ràng, chỉ cần thấy được là có thể thắng. Hà Châu Châu như được thần trợ giúp. Thắng liên tiếp 4 trận, tính cả trận thắng trước đó, toàn thắng 5 trận. Sau khi giúp Hà Châu Châu có được tư cách vào trận đấu tiếp theo, Ngô Bình mới đi tìm Cảnh Sa Thông. Cảnh Sa Thông vừa đánh xong trận thứ 3, thực lực của đối phương khá mạnh vì đã dùng tiền nên anh ta chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Ngô Bình ném cho anh ta một bình thuốc trị thương, nói có cơ hội thì anh hãy chủ động khiêu chiến với người khác. Cơ hội đến rất nhanh, đến lượt Cảnh Sa Thông gọi tên khiêu chiến. Được Ngô Bình chỉ dẫn, anh ta thẳng liên tiếp 3 người, giành được tư cách vào trận tiếp theo. Không lâu sau, tất cả các nhóm đều đã hoàn thành, sau đó bước vào nhóm trận đấu tiếp theo. Nhóm thứ 7 của Ngô Bình có tất cả 9 người được thông qua, trong đó có cả cậu giả. 8 người đều đã biết thực lực của Ngô Bình,
vẫn còn chưa lên sàn đấu nhưng họ đã cảm thấy sợ rồi. Sau khi lên sàn đấu bị quyền ý của Ngô Bình bao phủ, họ lại càng hoảng sợ, có người lập tức nhận thua đầu hàng. Ngô Bình đánh 8 trận, 5 trận chưa đánh đã nhận thua, 3 trận còn lại cũng chỉ vài chiêu đã giải quyết trận đấu. Trước khi trời tối, tất cả các nhóm đều chọn ra được 5 người, cuối cùng có 60 người tham gia trận cuối cùng. Trận đấu này được tổ chức vào ngày mai, Ngô Bình và Đường Băng Vân vừa định rời đi thì một người đàn ông bỗng xuất hiện, đối phương cười nói, Ngô Bình, tôi là trưởng lão cổ tùng của Thanh Vân Phong, nghe nói thành tích của cậu khá tốt, tôi nghĩ cậu có thể suy xét đến việc vào Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong là tông môn đứng đầu ngũ đỉnh, là sự lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ thiên tài. Anh Ngô, vẫn là Vô Tương Phong càng đoản mệnh hơn, lúc này Trần Hạc Niên lại xuất hiện. Thấy Trần Hạc Niên, cổ tùng hừ một tiếng, Vô Tương Phong đã suy tàn từ lâu rồi, tài nguyên có được không bằng 1/3 của Thanh Vân Phong, đại hội đấu kiếm hàng năm cũng thua nhiều thắng ít. Vô Tương Phong như thế chỉ sẽ lầm đường, Ngô Bình, gia nhập Thanh Vân Phong là lựa chọn thông minh nhất. Ngô Bình cười nói, trưởng lão cổ, anh Trần, bảng xếp hạng nhân tiên vẫn chưa kết thúc, xếp hạng của tôi thế nào còn chưa biết. Tôi nghĩ vẫn nên đợi bảng xếp hạng nhân tiên kết thúc hắn quyết định. Anh vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện, ông ta mặc bộ đồ màu xám, trên người tỏa ra mùi thuốc nói, chàng trai, cậu cũng có thể gia nhập trường sinh điện chúng tôi. Trường sinh điện giỏi về luyện đan chế thuốc, y thuật phu thuật bói toán, gia nhập với chúng tôi ít nhất cậu không cần lo về đan dược, còn có thể sống lâu hơn họ. Ngô Bình hít mũi nói, tiền bối, ông luyện đan hỏng luôn à. Ông lão run lên, ngạc nhiên nói, cậu biết. Ngô Bình, tôi ngửi được 13 loại dược trên người ông, 3 loại trong đó đã biến chất dẫn đến phản ứng thất bại. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là ông đã luyện thần đan dược nhỉ. Ông lão bật cười, đúng thế, tôi luyện thần tú đan. Đây là một đan dược cổ đại, bọn tôi chưa từng luyện chế nên muốn thử xem, tiếc là thất bại. Ngô Bình, chắc là do vấn đề nhiệt độ. Hơi thay đổi một chút, cần phải tìm tòi nền tảng mới có thể thành thạo, bước đầu rất khó thành công. Ông lão khẽ cười nhìn Ngô Bình nói, chàng trai, xem ra cậu cũng biết luyện đan, học ai thế? Ngô Bình, tự mình tìm tòi nghiên cứu, biết một chút. Ông lão, tôi là công tôn thiện tài của trường sinh điện, đến trường sinh điện với tôi một chút không? Buổi tối Ngô Bình định tìm một nơi nghỉ ngơi, anh cười nói, được chứ? Chương 810, trường sinh điện. Mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình lại còn biết luyện đan. Thậm chí còn nhận được lời mời của Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện là một trong hai điện của Thục Sơn. Năm xưa Thục Sơn môn chỉ truyền lại kiếm đạo nhưng một trong các trưởng lão của Thục Sơn kiếm tông lại bất ngờ mở một tiên phủ và nhờ đó nhận được rất nhiều tài nguyên. Ông ta dùng những thứ có được từ tiên phủ, xây dựng nên Trường Sinh Điện. Người ngoài cho rằng, hiện tại kỹ thuật của Thục Sơn trong lĩnh vực luyện đan vượt trên cả kiếm đạo. Thục Sơn kiếm phái có thể ngồi lên được vị trí môn phái lớn nhất phần lớn là nhờ Trường Sinh Điện. Có điều, luyện đan cần có thiên phú, những năm gần đây, đan đỉnh môn nổi lên, họ có được sự ủng hộ của Vạn Ma Tông và Thần Chú Tông khiến Trường Sinh Điện không cách nào chiêu mộ thêm đệ tử ưu tú, dẫn đến việc nhân tài càng lúc càng ít, giờ thì người già chiếm đại đa số trong điện còn người trẻ thì cực kỳ ít. Trước đây Trường Sinh Điện vốn không coi đệ tử trên bảng nhân tiên ra gì, nhưng giờ thì thật sự không còn người nữa. Công tôn thiện tài mới chỉ đành đến chọn vài người. Diện tích của Trường Sinh Điện rất lớn, sông nước bao quanh, trên quảng trường rộng lớn có một đại điện nguy nga. Điện cao mấy trăm mét, trước cửa có 100 cây cột chạm rồng, rất hoành tráng. Vào trong đại điện, là một sảnh lớn, lúc này 7 ông bà lão đang ngồi với nhau, nhìn chằm chằm vào một lò luyện đan, bàn tán xôn xao. Một ông lão nói, cách luyện chế lôi kiếp đan vẫn chưa đúng, đã thất bại lần thứ 7 rồi. Trường Sinh Điện chúng ta không thể gánh nỗi thiệt hại. Tôi thấy dùng cách tôi đề nghị trước đó đi. Ông ta chưa nói hết câu, một bà lão đã cười lạnh lùng, ý kiến của ông thì bỏ đi, trước đây nghe theo ông chưa từng thành công lần nào, chúng ta cứ từ từ thử đi. Dù có thất bại 10 lần, chỉ cần một lần thành công thì cũng không thiệt. Khi họ nhìn thấy công tôn thiện tài xuất hiện, bà lão nói, công tôn, ông thấy ý kiến của ai trong chúng tôi tốt nhất? Công tôn thiện tài mỉm cười. Nói, tôi gặp một cậu bạn hiểu đan đạo ở bảng nhân tiên nên dắt cậu ấy đến đây để mọi người gặp thử. Mấy ông, bà lão quan sát Ngô Bình nhìn thấy họ thì giật mình, tu vi của mấy cụ này cao không tưởng, xem ra đều là mấy lão quái vật sống trên nghìn năm rồi. Anh vội nói, chào các vị tiền bối. Một ông lão tóc đỏ, thân hình cao lớn, mũi to miệng rộng nói, công tôn, ông nói thằng nhóc này hiểu đan đạo sao?
Công Tôn Thiện Tài gật đầu, trưởng lão Văn, nếu ông không tin có thể thử cậu ấy. Ông lão tóc đỏ chỉ vào lò đan trước mặt, hỏi, đấy là đan dược mà bọn tôi đang luyện, cậu có biết đấy là loại đan dược gì không? Ngô Bình đến gần, ngửi mùi thuốc rồi vươn tay ra, đặt lên lò đan và cảm nhận một lúc, sau đó nói, bên trong có lôi đình rúng động, lại có một vài dược tính đặc biệt, lẽ nào là lôi kiếp đan? Ông lão tóc đỏ bật cười, không sai, đấy là ngũ lôi kiếp đan. Nhóc con, cậu tên gì? Ngô Bình, vãn bối là Ngô Bình. Ông lão tóc đỏ nói, tôi tên Văn Thánh, là một trong những trưởng lão của trường sinh điện. Cậu bạn thấy lò đan này bọn tôi luyện thế nào? Ngô Bình dùng phép nhìn thấu vạn vật và phát hiện đan dược bên trong sắp hỏng, thành phần chính là ngũ hành thần lôi không cách nào dung hợp được với mấy loại thuốc bổ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ nổ lò. Anh nói, dược liệu không vấn đề nhưng hình như thứ tự thêm dược liệu và nhiệt độ của lửa chưa đúng. Anh là một thầy luyện đan, nhìn thấy tình huống như vậy khó tránh việc ngứa tay, anh nói, các vị tiền bối, lò đan dược này hỏng rồi, để tôi thử xem có còn cứu được nữa không nhỉ? Đúng vậy, lò đan này đã hỏng rồi, đấy cũng là nguyên nhân mà họ xúm lại đây để thảo luận. Nghe Ngô Bình nói có thể cứu vãn thì tất cả mọi người, bao gồm cả Công Tôn Thiện Tài đều không tin, dù gì thì đến họ cũng không làm được, sao một người trẻ tuổi như Ngô Bình có thể làm được? Văn Thánh mỉm cười, nói, được thôi. Dù gì thì cũng đã hỏng rồi, cậu cứ tự nhiên. Ngô Bình gật đầu, tiến đến trước lò đan, nhìn qua rồi mỉm cười, nói chắc đây là lò đan vương phẩm. Sau đó anh nêu ra rất nhiều tên dược liệu, Công Tôn Thiện Tài liền phất tay, lập tức có mấy đệ tử chạy đến kho thuốc ngay. Chớp mắt, 23 loại dược liệu mà Ngô Bình cần đều được bày ra trước mặt anh. Anh bất giác xúc động, đúng là không hổ danh Thục Sơn kiếm phái, giàu có phóng khoáng, dược liệu mà anh cần đều rất quý giá. Không ngờ lại có thể lấy ra ngay lập tức. Văn Thánh, nhóc con, cậu đang muốn làm gì? Thêm dược liệu vào trong sao? Ngô Bình gật đầu, hiện tại trạng thái của ngũ lôi kiếp đan rất giống cửu lôi kiếp đan, tôi xem thử có thể đổi sang luyện cửu lôi kiếp đan không? Gì cơ, luyện cửu lôi kiếp đan? Nhóc con, cậu không bị điên đó chứ? Mọi người thẳng thốt, cũng khó trách bọn họ cảm thấy bất ngờ, cửu lôi kiếp đan có thể mang lại hiệu quả của 9 loại lôi kiếp, rất khó luyện được. Dù ở thời kỳ tiên quốc thì thầy luyện đan có thể luyện được cửu lôi kiếp đan cũng đều là những nhân vật cấp đại sư trong đan đạo. Ngô Bình, tôi vừa hay biết được cách luyện cửu lôi kiếp đan, không dám nói nhất định luyện thành nhưng tôi muốn thử xem. Văn Thánh cười ha ha, gan đấy, được, cậu cứ thử đi. Ngô Bình nhấn nút trên lò luyện đan thì nghe một tiếng ầm vang lên. Lò đan phun ra 5 luồng khí sáng rồi biến dạng thành nửa hình tròn trong không trung, sau đó lại chui vào trong lò đan trở lại. Khí sáng này mang theo rất nhiều dược tính, hai tay Ngô Bình như đang gảy đàn, không ngừng tác động vào khí sáng. Thần kỳ ở chỗ không ngờ khí sáng đó lại phát ra âm thanh phức tạp. Có điều khi Ngô Bình gảy nhanh hơn thì âm thanh do khí quang phát ra lại càng thánh thoát hơn, và từ từ hình thành 5 loại âm vực đồ, dê, mi, pha, son, nghe rất vui tai. Đấy là, đan vận, mấy người Văn Thánh thốt lên kinh ngạc, bọn họ cũng được truyền lại thủ pháp này nhưng cực kỳ khó học. Đến giờ cũng chỉ có mình điện chủ là biết sơ sơ. Ngô Bình mượn âm vực thanh lọc tạp chất trong đan khí, khiến dược tính bị chấn động, đấy là cách thức cực kỳ thông minh trong luyện đan. Sau đó, anh tiếp tục thêm dược liệu, lò đan lại phun ra khí quang. Tiếp tục thêm dược liệu thì lại có thêm 3 khí quang nữa phun ra, tổng cộng 9 tia. Anh tiếp tục thanh lọc lại 9 luồng khí quang này, đến khi chúng đều phát ra âm thanh vui tai. Anh hét lên cửu huyền tề chấn. Sau đó thu hết lại về trong lò đan. Tiếp ngay đó, lò đan tiếng sấm sét vang lên liên hồi trong lò đan, tổng cộng vang lên 9 lần. Ngô Bình chốc chốc lại vỗ nhẹ mấy cái lên lò đan, mấy phút sau thì lò đan lại phát ra tiếng nhạc vui tai, cứ như một hộp nhạc. Mấy ông bà lão căng thẳng, nhìn vào lò đan chằm chằm, trong lòng không ngờ lại thắp lên hy vọng, có trò hay. Đột nhiên Ngô Bình vỗ lên lò đan, 9 luồng khí quang bay ra, hình dáng như một bông hoa. Xoay tròn và bay lên trời. Ngô Bình nhấn hai tay xuống, thực hiện 14 loại bí pháp thủ ấn chỉ trong tích tắc, trấn áp chính loại khí quang và khiến chúng hợp lại làm một, ngừng tụ thành một viên đan dược 9 màu và không ngừng phát ra tia lửa điện. Ngô Bình nhìn viên đan dược lơ lửng trên lòng bàn tay thì chau mày, nói trước đó thời gian dược liệu ở trong lò đan quá lâu, khiến phẩm chất của đan dược không cao, chỉ có thể đạt đến cấp 3. Văn Thánh cầm lấy viên đan dược, nhìn thử, ngửi thử rồi thốt lên. Là cửu lôi kiếp đan, thành công rồi. Mấy ông bà lão truyền tay nhau quan sát cửu lôi kiếp đan,
vẻ mặt ai cũng kích động. Công Tôn Thiện Tài nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi nói với người bên cạnh, mau mời điện chủ đến. Sau đó ông ta cười he he, nói, thầy Ngô, không biết cậu có hứng thú gia nhập Thục Sơn Trường Sinh Điện của tôi không? Ngô Bình, chuyện này để sau hội bảng nhân tiên rồi tôi suy nghĩ. Công Tôn Thiện Tài phất tay, không, không, chúng tôi không phải muốn nhận cậu làm đệ tử mà là long trọng mời cậu về làm trưởng lão của Trường Sinh Điện chúng tôi. Ngô Bình ngây ra, mời mình về làm trưởng lão của Trường Sinh Điện hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.